Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 121. Chương 4201. Một luồng khí tức đáng sợ bao phủ bầu trời của cả thành Thiên Đô, dường như đến không khí cũng đầy mùi máu tanh. Xem ra ông cũng chuẩn bị ra tay rồi. Tiêu Chính Văn cười nhạt. Thực ra trước đó, Tiêu Chính Văn đã đạt tới cảnh giới quy chân, lại thêm một bước tiến lớn. Vì vậy, hiện giờ Tiêu Chính Văn có thể nói là sớm được thay ra đổi thịt so với trước đây. Xoẹt, cùng với một đường ánh sáng bạc chiếu rọi mặt đất, lực đại đạo tùy ý tuôn chảy, một thanh kiếm dài phong cách cổ xưa từ từ bay lên từ sau lưng Tiêu Chính Văn. Thanh kiếm cổ này vừa xuất thế, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Luồng khí tức kia chính là khí thế hoàng đạo của bậc quân lâm thiên hạ. Vào lúc này, ngay cả Mạnh Hồng Nho cũng đứng ngồi không yên. Kiếm Tần Vương vừa đánh ra, đại trận hộ thành của cả thành Thiên Đô đều rung lắc dữ dội. Đây là một kiểu tượng trưng cho sự khuất phục. Cậu đây là, ông lão Trục Nhật đột nhiên cảm thấy da đầu ngứa ran, trong lòng chợt ớn lạnh. Đối mặt với thanh kiếm dài cổ xưa đó, ông ta dường như có một loại ảo giác rằng mình đã cận kề cái chết. Tên Tiêu Chính Văn này tuyệt đối không thể giữ lại, vẻ mặt của Mạnh Hồng Nho thay đổi, ánh mắt cuồn cuộn sát khí nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Mặc dù trước đây Tiêu Chính Văn đã đủ chói mắt, hơn nữa chiến lực cũng đã gần như tương đồng với cao thủ ở cấp bậc như ông ta. Dù như vậy thì trong mắt Mạnh Hồng Nho, Tiêu Chính Văn vẫn chỉ là một kẻ tiểu bối mà thôi. Không có khả năng uy hiếp được ông ta. Thế nhưng lúc này, trên người Tiêu Chính Văn lại có khí vận đế vương, điều này đã khiến cho Mạnh Hồng Nho cảm thấy bị uy hiếp cực lớn. Khí vận đế vương khác với khí vận thông thường, đó là một loại nâng cao về chất, dù là nhân vật ở đẳng cấp như Mạnh Hồng Nho, chỉ cần không phải sinh ra trong hoàng tộc thì căn bản không thể sở hữu khí vận đế vương. Lúc này, ông lão Trục Nhật đang giao đấu với Tiêu Chính Văn cũng không khỏi ngơ ngác, cỗ khí tức đó ông ta đã quá đỗi quen thuộc, bởi vì sư tổ trước kia của Thiên Cung Bắc Cực đã dựa vào sức mạnh của bản thân để tạo ra khí vận đế vương. Thế nhưng dù là sư tổ của Thiên Cung Bắc Cực thì cũng chỉ có một chút khí vận đế vương mà thôi, còn khí tức ở trên người Tiêu Chính Văn lại cực kỳ nồng đậm, thậm chí khắp người anh còn được một tầng ánh sáng màu vàng như có như không bao trùm lấy. Trước khi đạt tới đế cảnh, khí vận đế vương chỉ có thể là một loại trợ lực, thế nhưng tới được cảnh giới phía trên đế cảnh, khí vận đế vương này thậm chí có thể trở thành đòn chí mạng đối với bất cứ cao thủ nào. Đế cảnh ngoại trừ có chiến lực cao hơn gấp mấy lần so với khi trước ra, càng quan trọng hơn chính là khí vận phóng đại vô hạn và cả hiện tượng kỳ dị giữa trời và đất. Chương 4202. Vậy nên cao thủ ở đẳng cấp đế cảnh, dù chỉ sử dụng trận pháp phổ thông nhất thì uy lực cũng tuyệt đối không phải là thứ mà cảnh giới nhân hoàng có thể so bì được. Đồng thời khí vận đế vương cũng như vậy, khí vận đế vương được phóng đại vô số lần, đối với cao thủ đế cảnh ở cùng cấp bậc, thậm chí là cao thủ đế cảnh cao hơn mấy bậc mà nói thì đều là sự tồn tại giống như số kiếp. Ngay cả Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh đang đổ mồ hôi thay cho Tiêu Chính Văn, bây giờ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không một ai ngờ được Tiêu Chính Văn lại sở hữu khí vận đế vương. Dù ông lão Trục Nhật từng có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, dù thân xác ông ta mạnh tới độ nào thì căn bản cũng chẳng thể đỡ được đòn công kích ở phương diện khí vận. Tới bước này đã có thể hoàn toàn coi thường bất cứ trận pháp trận hộ nào và cả bất cứ sự cách biệt gì về thể xác, trực tiếp công kích vào bên trong, đây cũng là nguyên nhân khiến cho chiêu thức kết hợp với khí vận đế vương trở nên đáng sợ tới vậy. Dù là cao thủ số một đại đường năm đó thì cũng chẳng thể né được một đòn của nữ đế, huống hồ cảnh giới năm đó của nữ đế căn bản không hề đạt tới ngưỡng như Tiêu Chính Văn bây giờ. Từ đó có thể thấy đối với cao thủ đế cảnh mà nói thì khí vận đế vương là cực kỳ chí mạng. Bây giờ ông có còn cho rằng tôi không giết nổi ông không? Tiêu Chính Văn nở một nụ cười bình thản với ông lão Trục Nhật. Không giết nổi, chết vài lần cũng đủ nữa là. Ra đầu ông lão Trục Nhật tê dại. Hai mắt nhìn chăm chăm vào kiếm Tần Vương trong tay Tiêu Chính Văn, cơ thể không khống chế được mà run lên. Tới được đẳng cấp như ông ta, đối với chuyện sống chết đã có được một dạng năng lực nhận biết không tên. Bây giờ, ông ta có cảm giác bản thân giống như đã bị cái chết bao trùm, cảm giác rét lạnh dưới đáy lòng thậm chí còn khiến cho ông ta chẳng còn chút ý định phản kháng nào nữa. Đây chính là cảm giác hoàn toàn sợ hãi. Huyết Hà Phệ Thiên. Ông lão Trục Nhật gần như dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân để gào lên một tiếng, đầu rồng màu máu kia đột nhiên phình to ra gấp mấy lần, miệng rồng cực lớn mở ra thật to giống như muốn nuốt trọn cả đất trời. Thế nhưng Tiêu Chính Văn vẫn điềm nhiên lắc đầu,
sau đó anh vung tay ra chém một nhát kiếm xuống. Nhát kiếm này thoạt nhìn quá đỗi bình thường, thế nhưng vào lúc ánh sáng sắc lạnh lóe lên thì trời đất dường như cũng nứt toác ra. Kiếm khí của nhát kiếm đó mang sức mạnh vô địch, giống như một nhát kiếm chém trời chém thẳng về phía ông lão Trục Nhật. Theo lý mà nói thì ông lão Trục Nhật tuyệt đối không hề yếu, đặc biệt là ở ngưỡng đại đế này mà nói thì ngay cả Thanh Liên cũng phải nể nang vài phần. Hơn nữa, cộng thêm việc những năm qua ông ta học được không ít thủ đoạn bảo toàn tính mạnh từ cao thủ vùng ngoài vũ trụ, ngay cả đại đế thông thường cũng chẳng thể đối chọi với ông ta. Chương 4203 thế nhưng khoảnh khắc này, tất cả thủ đoạn bảo toàn tính mạng, tất cả mọi con át chủ bài của ông ta dường như đều chẳng có ích gì, kiếm khí bổ dọc đất trời đó quá đỗi khủng khiếp. Xoạt, một tia sáng màu vàng lướt qua, cái đầu rồng khổng lồ kia bị chia làm đôi rồi biến mất giữa đất trời ngay lập tức. Khụ, khi cái đầu rồng màu máu đó bị chém đứt, ông lão Trục Nhật cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng ông ta vẫn chẳng thể tránh được nhát kiếm nhìn có vẻ bình thường kia. Dù ông ta có thần lực thông thiên, có thể tiêu diệt một quốc gia chỉ sau một lần vung tay, thậm chí có thể dùng lực trận pháp để bao trùm nhật nguyệt, thế nhưng lúc này lại chẳng thể né tránh được. Vụt, ánh kiếm tỏa ra bốn phía, trực tiếp phá vỡ canh khí hộ thân của ông lão Trục Nhật. Khí hộ thân thường ngày đủ để đỡ được một đòn toàn lực của cao thủ đế cảnh lúc này lại giống như một tờ giấy mỏng, bị kiếm khí xuyên thủng. A, ông lão Trục Nhật sợ tới độ hít sâu nhưng không đợi cho ông ta hoàn hồn trở lại, Tiêu Chính Văn đã lại vung kiếm lên. Một bước đáp xuống, Tiêu Chính Văn đột nhiên vung nắm đấm thụi thẳng vào lồng ngực của ông lão Trục Nhật. Tiêu Chính Văn, muốn giết tôi, cậu vẫn còn chưa đủ trình đâu. Mặc dù ông lão Trục Nhật bị cú đấm của Tiêu Chính Văn làm cho lùi ra sau vài bước, thế nhưng với độ mạnh của thân xác, ông ta chẳng hề bị đả kích gì quá trầm trọng. Thế nhưng vào khoảnh khắc ông ta cười khẩy không ngớt, Tiêu Chính Văn lại giơ nắm đấm lên, lạnh lùng cười nói, tôi có một thói quen là thích lấy cứng chọi cứng. Càng đối diện với đối thủ thì càng thích đánh vào chính lĩnh vực mà hắn sở trường nhất. Không phải ông nói mình chinh chiến đã lâu hay sao? Thế nhưng ở trong mắt tôi, chút kinh nghiệm đó của ông căn bản chẳng đáng là gì. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa giơ nắm đấm lên, tử khí lượn vòng, sau đó lại mạnh mẽ tung ra một cú đấm. Cú đấm này giống như một tiểu hành tinh đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh, chỉ một cú đấm đã đánh gãy ba khớp xương sườn của ông lão Trục Nhật. Cậu, ông lão Trục Nhật rú lên một tiếng rồi lại phun ra một ngụm máu lớn, không dám tin nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Ban nãy ông ta cũng lĩnh chọn một đấm của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng căn bản chẳng có chút tổn hại gì, thế nhưng lần này, cú đấm của Tiêu Chính Văn lại đánh gãy mất ba mẩu xương sườn của ông ta. Đây mới chỉ là sức lực trong nháy mắt, sức mạnh của Tiêu Chính Văn đã có sự đột phá về chất rồi. Thật ra giết ông căn bản không cần phải dùng toàn lực, nếu không thì nhát kiếm ban nãy đã đủ để giết ông rồi. Chiến đấu với ông chẳng qua chỉ là để kiểm chứng những điều mà tôi lĩnh hội được khi trước mà thôi. Tiêu Chính Văn nói rồi lại vung tay đánh về phía ông lão Trục Nhật. Chương 4204 sức mạnh của cú đấm này còn mạnh hơn trước mấy lần, một đấm tung ra khiến cho ông lão Trục Nhật nứt toác cả da thịt. Tiêu Chính Văn vừa mới liên tiếp đột phá, vừa khéo cần đối tượng luyện tập phù hợp, mà ông lão Trục Nhật chính là một hòn đá mài dao không thể tốt hơn. Tiêu Chính Văn, cậu dám khinh thường tôi như vậy, ông lão Trục Nhật không ngừng nổi điên. Ông ta đường đường là đại trưởng lão của Thiên Cung Bắc Cực, con cháu của nhà họ Khổng, vậy mà bây giờ lại bị Tiêu Chính Văn xem như một đối tượng để rèn luyện. Đặc biệt là mặc dù ông ta đã bại trận nhưng ông ta vẫn hy vọng Tiêu Chính Văn đã dùng cạn hết sức lực, thế nhưng người ta lại mang ông ta ra để luyện tập. Bốp, lại một cú đấm nữa đánh lên trên người ông lão Trục Nhật, cú đấm này gần như đánh cho ông ta hồn bay phách tán. Không chỉ có thân xác bị tổn hại, máu tươi bắn ra tứ tung. Thậm chí miệng và mũi còn phun ra máu, trước mắt đen kịt một màu. Mà cú đấm này lại mới chỉ là bắt đầu, ngay sau đó lại là liên tiếp hai cú đấm, đánh cho ông lão Trục Nhật máu tươi tung tóe, ngay cả đứng cũng không còn vững. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người phía bên dưới đều sợ tới độ sắc mặt trắng bệch. Bởi vì người bị Tiêu Chính Văn đánh cho là một đại đế đó. Khụ, Tiêu Chính Văn lại tung ra thêm một cú đấm nữa. Máu tươi trong miệng ông lão Trục Nhật giống như suối phun không ngừng phun ra. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều thấy rét lạnh. Đây đã không còn là một trận đối đầu nữa mà hoàn toàn là hành hạ tới chết. So ra thì Vương Vũ khi trước có thể bị Tiêu Chính Văn giết chết chỉ với một đòn rõ ràng quá đỗi hạnh phúc.
đây rốt cuộc là ai muốn giết ai? Không ít người nhìn ông lão Trục Nhật bị đánh cho không thể thảm thương hơn phải thầm nghi vấn. Tiêu Chính Văn bây giờ rõ ràng giống như một ma thần tái thế, đầu tiên là giết chết Vương Vũ, sau đó lại một chân giẫm nát đầu của Khổng Thành Long. Bây giờ, ngay cả ông lão Trục Nhật thành danh đã lâu cũng sắp sửa nối gót theo hai người bọn họ. Dù khắp người Tiêu Chính Văn vẫn không có chút sát khí nào, thế nhưng cảnh tượng khắp người ông lão Trục Nhật toàn là máu rõ ràng còn khủng bố hơn nhiều so với chốn địa ngục. Cứu tôi với, ông lão Trục Nhật gào lên một tiếng với Mạnh Hồng Nho đang ngồi rất nghiêm chỉnh. Cứ tiếp tục như này thì chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ bị Tiêu Chính Văn đánh chết. Này, tốt nhất là cậu nên thu tay lại ngay bây giờ đi, nếu không thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Mạnh Hồng Nho trầm giọng thở dài một tiếng, đứng dậy và lạnh lùng lên tiếng. Nghe Mạnh Hồng Nho nói vậy, những nhân vật lớn đều nhíu mày. Bỏ tay xuống, trên không trung xuất hiện một ông lão áo trắng, mặt đằng đằng sát khí. Sư huynh, Thanh Liên nhìn thấy ông lão áo trắng lập tức đứng lên tiếp đón, nhưng trong lòng thầm lo lắng. Cậu Tiêu, tôi là đại sư huynh của Thanh Liên, thành chủ thành Thiên Đô. Tôi hy vọng trận đấu giữa cậu và Trục Nhật sẽ dừng lại tại đây, ông lão áo trắng nói với Tiêu Chính Văn. Tất cả mọi thứ không nên quá cực đoan, làm người phải biết giữ lại đường lui, sau này còn dễ gặp mặt. Mạnh Hồng Nho bình tĩnh nói, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát ý. Nếu tôi không dừng lại thì sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Mạnh Hồng Nho. Cậu có sức chiến đấu phi thường, đúng là hơn hẳn những người cùng thế hệ. Mặc dù ông Trục Nhật đã gia nhập nhà họ Khổng, nhưng dù sao cũng vẫn là đại sư huynh của ông Thiên Tinh. Thiên Cung Bắc Cực đương nhiên sẽ không thể đứng yên nhìn ông ta chết trong tay cậu. Chắc cậu chỉ có chỗ dựa là Phủ Thành Chủ, nhưng bây giờ đại ca của Thanh Liên đã đích thân đến rồi, Phủ Thành Chủ cũng không thể ra mặt giúp cậu được nữa. Tôi phải thừa nhận rằng cậu rất có năng lực, hơn nữa càng đấu càng mạnh, nhưng đó chỉ là chiến đấu một mình. Nhưng nếu cậu muốn đấu một mình thật, thì sẽ không còn đơn giản như vậy đâu. Giọng của Mạnh Hồng Nho đầy sát khí. Kiếm thị đâu? Ông lão áo trắng lạnh lùng gọi. Nghe vậy, Đào Khiêm liền bước lên. Có, lúc này, một luồng khí tức đế cảnh cấp 3 tỏa ra. Mà bản thân Thanh Phong cũng là một vị đại đế đế cảnh cấp 5. Kiếm thị, không được vô lễ, Thanh Liên khẽ nhíu mày, lạnh lùng quát. Thành chủ, thuộc hạ không thể tuân mệnh người được. Tiền bối Thanh Phong là người được thành chủ tiền nhiệm giao phó, tôi không thể làm trái mệnh lệnh của ông ấy, Đào Khiêm chắp tay nói với Thanh Liên. Ý của ông là ông có thể chống lại mệnh lệnh của tôi, Thanh Liên hỏi với ánh mắt đầy sát ý. Sư muội, lẽ nào muội để tên tiểu bối kia giết ông Trục Nhật sao? Muội đừng quên khi thành Thiên Đô gặp nạt, Thiên Cung Bắc Cực đã ra tay giúp đỡ chúng ta. Thanh Phong lạnh lùng nhìn Thanh Liên, trầm giọng hỏi. Lúc sư tổ của Thiên Cung Bắc Cực còn sống, đúng là đã từng cứu thành Thiên Đô trong lúc gặp nạn. Vì vậy, Thanh Liên không thể cãi lại những gì Thanh Phong đã nói. Bây giờ đã hiểu rồi chứ? Nếu bốn người chúng tôi hợp lực giết cậu, cậu chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi đâu. Biết điều thì mau dừng tay đi, Mạnh Hồng Nho cười khẩy nói. Lần này e rằng Tiêu Chính Văn xong đời rồi. Đối mặt với bốn vị cao thủ đế cảnh cùng một lúc, cho dù hắn có năng lực đến đâu thì cũng chỉ có chết mà thôi. Quan trọng là kẻ thù khắp nơi, hắn lại chẳng có chỗ dựa nào thì đánh thế nào chứ? Không ít người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Dưới tình huống lúc này, chỉ cần khai chiến, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết. Cho dù ông lão Trục Nhật bị thương nặng, thì Tiêu Chính Văn vẫn sẽ một chọi ba. Mà lúc này Tiêu Chính Văn mới ở cảnh giới đế cảnh cấp 2, kém một cấp so với người yếu nhất là Đào Khiêm. Huống hồ còn có hai cao thủ là Mạnh Hồng Nho và Thanh Phong. Mọi chuyện đã đến bước này, rõ ràng không chỉ đơn giản là ân oán cá nhân giữa Tiêu Chính Văn và ông lão Trục Nhật nữa. Tiêu Chính Văn chỉ ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, sau đó thu kiếm Tần Vương về, hất tay ném ông lão Trục Nhật ra xa 2 mét như vất một con chó chết. Sao thế? Sợ rồi à? Tiêu Chính Văn, có giỏi thì cậu giết tôi đi. Tôi thấy cậu không có gan làm vậy đâu. Mặc dù toàn thân đầy máu, nhưng ông lão Trục Nhật vẫn cố đứng dậy, châm chọc Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không thèm để ý đến ông ta mà nhìn Mạnh Hồng Nho với ánh mắt nảy lửa. Lúc này, trong mắt Tiêu Chính Văn hiện lên tia tức giận. Toàn bộ chuyện này đều không liên quan đến nhà họ Mạnh, có thể nói, từ đầu đến cuối,
Tiêu Chính Văn không hề đắc tội với Mạnh Phi Vũ, cũng không đối đầu với Mạnh Hồng Nho. Vậy mà nhà họ Mạnh lại 5 lần 7 lượt nhắm vào Tiêu Chính Văn. Nhà họ Mạnh tài giỏi lắm sao? Ông không nên dính vào chuyện này. Tiêu Chính Văn hơi nheo mắt lại, toàn thân tỏa ra sát khí. Mạnh Hồng Nho chế nhạo, vậy thì đã sao? Nhà họ Mạnh muốn ức hiếp cậu đấy, cậu có thể làm gì tôi? Mạnh Hồng Nho không hề quan tâm sự tức giận của Tiêu Chính Văn. Tình hình lúc này vô cùng bất lợi đối với Tiêu Chính Văn, có thể nói, Tiêu Chính Văn giữ được mạng rời khỏi đây đã là may mắn lắm rồi. Tiêu Chính Văn có thể làm gì nhà họ Mạnh và Mạnh Hồng Nho chứ? Tiêu Chính Văn, nghe nói cậu cũng là người có địa vị cao ở Hoa Quốc, chắc cậu cũng biết mình ở đây không có chỗ dựa, cũng không có thực lực. Người như cậu chỉ có thể nuốt hận mà sống thôi. Không có sự giúp đỡ của Phủ Thành Chủ và Thiên Cung Bắc Cực, cậu chỉ là con kiến ở thành Thiên Đô mà thôi. Ai thèm quan tâm đến sự sống chết của cậu, thậm chí, cậu còn không có tư cách đứng ở nơi này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông lão Trục Nhật lau vết máu trên khóe miệng, cười ngông cuồng. Sở dĩ Tiêu Chính Văn may mắn được tham gia thánh hội ngày hôm nay, đều là nhờ sự giúp đỡ của Phủ Thành Chủ. Một khi mất đi sự giúp đỡ của Phủ Thành Chủ, Tiêu Chính Văn chỉ là một hậu bối có lực chiến vượt trội trong thế hệ trẻ mà thôi. Một người dù mạnh đến đâu thì cũng không thể đấu lại nổi cả thành. Quan hệ ở vùng ngoài lãnh thổ vô cùng phức tạp, đâu phải là thứ cậu có thể dễ dàng khống chế được. Có câu phép vua thua lệ làng, huống hồ cậu còn chẳng phải là vua. Mạnh Hồng Nho chắp một tay sau lưng, lạnh lùng nói. Ồ, tôi không nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn lắc đầu chế nhạo. Tiêu Chính Văn, cậu đừng có mà không biết điều. Bây giờ tôi không giết cậu, chẳng qua là không muốn gây chuyện với thành chủ Thanh Liên mà thôi. Nếu cậu còn ngang ngược thì cậu chết chắc. Mạnh Hồng Nho nheo mắt, giọng đầy sát khí. Ồ, tôi sẽ chết sao? Tiêu Chính Văn bật cười thay vì nổi giận, anh lại liên tục lắc đầu. Thằng nhãi, đã đến lúc này rồi mà cậu còn dám kiêu ngạo vậy sao? Không có sự hậu thuẫn của Phủ Thành Chủ, cậu lấy gì ra đấu với tôi? Ông lão Trục Nhật lên tiếng. Ông ta hận không thể cùng ba người kia băm nát Tiêu Chính Văn ngay lập tức. Ồ, Phủ Thành Chủ, thật xin lỗi, tôi chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào người khác. Từ ngày đầu tiên thống lĩnh quân Bắc Lương, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai cả. Điện thần Long đâu, Tiêu Chính Văn đột nhiên quát lớn. Rầm, một tiếng động lớn truyền đến, vô số bóng hình bay lên. Viên thiên canh của điện thần Long bái kiến Long Vương, một luồng khí tức đế cảnh cấp 5 chấn động trời đất. Vừa dứt lời, một bóng hình khác lại xuất hiện. Trần Huy Tổ của điện thần Long bái kiến Long Vương, lại là đế cảnh cấp 5. Thượng quan Uyển Nhi của điện thần Long bái kiến Long Vương. Một luồng khí tức của đế cảnh cấp 1 tỏa ra. Ngay sau đó, trên bầu trời, vạn đạo dáng màu xuất hiện, một người phụ nữ mặc áo choàng trắng tuyết, vô cũng kiêu sa xuất hiện từ trên không. Tần Lương Ngọc, thành chủ thành Đại Phong, điện thần Long, bái kiếm Long Vương. Ba chữ Tần Lương Ngọc như tiếng sét từ cửu thiên nổ tung trong lòng tất cả mọi người. Cùng lúc đó, rất nhiều cao thủ cảnh giới nhân hoàng cũng đang phóng về phía thành Thiên Đô. Cả bầu trời thành Thiên Đô bao trùm bởi khí tức của cao thủ cảnh giới nhân hoàng và đế cảnh. Chưa nói đến những người khác, chỉ riêng một mình Tần Lương Ngọc cũng đủ khiến người ta chấn động rồi. Bà ta là một vị đại đế đỉnh cao, một vị đại năng đế cảnh cấp 6. Chỉ riêng thực lực lúc này của điện thần Long đã không thua kém gì Phủ Thành Chủ ở thành Thiên Đô. Không phải bất cứ tông môn nào cũng có cao thủ cảnh giới đại đế. Hơn nữa, Tần Lương Ngọc lúc này đã có dấu hiệu đột phá, khí tức của bà ta đã gần đạt đến cấp bậc đế quân. Lúc này, chỉ riêng khí tức của người trong điện thần Long cũng đủ để khuấy động sóng gió. Toàn bộ thành Thiên Đô trở nên vô cùng yên tĩnh. Đám người bên dưới còn không dám thở. Một thế lực mạnh như vậy xuất hiện ở Đông Vực từ khi nào vậy? Mới được bao lâu chứ? Từ điện thần Long đến vùng ngoài lãnh thổ cũng chỉ mới 2 tháng. Không chỉ Thanh Liên sững sờ mà ngay cả ông lão Thiên Tinh cũng vô cùng kinh ngạc. Cả Thanh Phong và Mạnh Hồng Nho đều chết lặng. Tôi cần ông tha cho tôi sao? Tiêu Chính Văn nhìn Mạnh Hồng Nho, trầm giọng hỏi. Hôm nay, ai dám khiêu chiến với điện thần Long? Bây giờ còn ai muốn giết tôi nữa? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Mạnh Hồng Nho. Giết Tiêu Chính Văn, ai dám?
ngay cả can đảm ra tay đánh cũng không ai có chứ đừng nói là giết. Vừa rồi một mình Tiêu Chính Văn đánh với ba người, Mạnh Hồng Nho vẫn còn chắc chắn 100%, nhưng bây giờ tình thế đã bị đảo ngược hoàn toàn. Hơn nữa chung quy ông ta chỉ nhân cơ hội để kiếm hời thôi, không có can đảm liều mạng. Hơn nữa người lo lắng về tính mạng nhất là ông lão Trục Nhân, không phải ông ta. Quan trọng nhất là ông ta đến đây vì khí vận của Thành Thiên Đô chứ không phải vì muốn đối phó với Tiêu Chính Văn. Thế nên khi mấy người Tần Lương Ngọc xuất hiện, Mạnh Hồng Nho đã rút lui. Hơn nữa Thanh Phong trước đó còn uy phong lẫm liệt, lúc này cũng lộ vẻ gượng gạo. Dĩ nhiên ông ta dám tỏ ra kiêu căng với Tiêu Chính Văn, nhưng khi đối mặt với Tần Lương Ngọc và Viên Thiên Canh, ông ta là cái thá gì chứ? Nhìn xung quanh, đại đế đỉnh cao thật sự cũng chỉ có vài người, nhưng trong số những người này có một nửa đứng về phía Tiêu Chính Văn. Đồng thời Thanh Liên của Phủ Thành Chủ cũng không thể nhúng tay vào chuyện này, càng sẽ không nhắm vào Tiêu Chính Văn, ông ta biết rõ Mạnh Hồng Nho nham hiểm đến mức nào nên bây giờ người cảm thấy khó xử nhất chẳng phải là Thanh Phong sao. Còn các thế lực khác của Thành Thiên Đô cũng đâu dám có gan ra tay đánh trước mặt Điện Thần Long. Viên Thiên Canh, Trần Tổ Huy, Tần Lương Ngọc đều là người họ không dám động vào. Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng khổ sở nhìn Tiêu Chính Văn, nhất là khi họ thấy thực lực của Long Nguyệt, Long Hình, Long Ngao đã vượt qua họ khá xa, trong lòng lại có cảm xúc rất phức tạp. Trước kia có khi nào họ để tâm đến những người này đâu, thậm chí ngay cả Tiêu Chính Văn cũng bị họ xem như vô hình. Còn bây giờ thì sao? Ngay cả người bên cạnh Tiêu Chính Văn cũng đã là người mà họ cần phải ngước đầu lên nhìn. Điện Thần Long thế mà lại có ngày hôm nay, Đông Phương Tuyết Ngưng không dám tin, nói thầm. Có thể nói kể từ khi linh khí được khôi phục, các thế lực trong thế tục đều đang ngước nhìn các cao thủ ngoài lãnh thổ. Các gia tộc ngoài lãnh thổ được tôn sùng như thần minh. Lúc này Điện Thần Long ở Hoa Quốc lại lần lượt dẫm nhiều tông môn và gia tộc ở ngoài lãnh thổ xuống dưới chân. Tiêu Chính Văn càng có phong thái của bậc quân vương, hỏi cả Thành Thiên Đô đây là khí khái đến mức nào, là khí phách ra sao. Lúc này ngay cả các thế lực lớn lâu đời cũng đều giữ im lặng. Sao không nói gì, chẳng phải lúc nãy còn mạnh miệng bảo tôi không thể sống sót rời đi được sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Mạnh Hồng Nho và Thanh Phong hỏi. Ai dám bất kính với cậu Tiêu thì phải bước qua cửa ải của tôi. Nói rồi Viên Thiên Canh tiến đến trước một bước, ánh mắt lạnh như băng của ông ta lướt nhìn mọi người, hầu hết tất cả mọi người đều cúi đầu. Cuối cùng ánh mắt Viên Thiên Canh nhìn đến Đào Khiêm. Cậu Tiêu, chỉ một tên cầm kiếm mà cũng dám bất kính với cậu, đáng chết. Ánh mắt Viên Thiên Canh hiện lên sát khí ngùn ngụt. Nghe thấy thế, Đào Khiêm ngẩng phát lên nhìn Tiêu Chính Văn. Sắc mặt tái nhợt nói, cậu Tiêu, tôi, giết đi. Tiêu Chính Văn chỉ bình thản phất tay nói. Viên Thiên Canh chỉ giơ tay lên điểm vào không trung, một tia sấm sét xuất hiện trên đỉnh đầu Đào Khiêm. Đào Khiêm còn chưa nói hết câu đột nhiên có cảm giác nguy hiểm cực mạnh sắp đánh xuống đỉnh đầu. Dù sao ông ta cũng là cao thủ cảnh giới đế cảnh cấp 3, sao có thể buông tay chịu chết được. Thấy một tia sấm sét đánh xuống đỉnh đầu. Đào Khiêm nghiến răng giơ kiếm lên đỡ. Nhưng không để bảo kiếm của ông ta đỡ được tia sấm đó, chỉ thấy một tia chớp màu tím bỗng đánh xuống. Lúc này ngực Đào Khiêm rách toác, chiêu thức đã cũ, muốn thu kiếm đỡ cũng đã không kịp nữa. Rầm, tia chớp màu tím đó đánh trúng ngực Đào Khiêm, thoáng chốc đã biến ông ta thành một cục than hình người. Viên Thiên Canh không thèm liếc nhìn Đào Khiêm. Xoay người lại mặt đối mặt với mấy người Thanh Phong và Mạnh Hồng Nho, chắp tay lại đứng đó. Lúc này sắc mặt Viên Thiên Canh nào còn vẻ hiền từ, nơi đáy mắt tràn đầy sát khí. Nếu các ông không có ý kiến thì tôi ra tay nhé, Tiêu Chính Văn hừ một tiếng, sải bước đi về phía ông Lão Trục Nhật. Cho đến bây giờ ông Lão Trục Nhật vẫn còn kinh hoàng, ông ta không hiểu làm sao Tiêu Chính Văn có thể mời được nhiều cao thủ đứng về phía mình như thế. Không nói đến Tần Lương Ngọc thành chủ thành Đại Phong, chỉ riêng Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ cũng là người có uy danh chấn động đông vực. Không để ông Lão Trục Nhật phản ứng lại, Tiêu Chính Văn đã đến gần chỗ ông ta, vung nắm đấm sắt lên đánh vào người ông Lão Trục Nhật. Bụp! Nửa bên người ông Lão Trục Nhật bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn. Chẳng phải ông nói để tôi giết ông sao? Mạnh Hồng Nho, vừa rồi chẳng phải ông nói nếu tôi dám giết ông ta, các ông sẽ ra tay à? Sao nào, bây giờ trơ mắt nhìn ông ta chết,
ông cũng không làm gì à? Tiêu Chính Văn giơ tay túm lấy ông lão Trục Nhật lên, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hồng Nho. Trước đó dù Tiêu Chính Văn có ép hỏi thế nào cũng không chỉ rõ họ tên, nhưng bây giờ Tiêu Chính Văn chỉ tên điểm mặt ông ta trước bao nhiêu người. Dù Mạnh Hồng Nho có mặt dày cỡ nào cũng không chịu được, mặt lúc xanh lúc trắng, đôi khi lại đỏ như than cháy. À phải rồi, còn tiền bối Thanh Phong nữa, chẳng phải ông nói tôi phải tha cho ông ta sao? Thế nào, ông cũng không định ra tay à? Thấy Mạnh Hồng Nho và Thanh Phong không hề có ý định ra tay khi Tiêu Chính Văn liên tục chất vấn, ông lão Trục Nhật đã tuyệt vọng hoàn toàn. Tiêu Chính Văn, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám giết tôi, nhà họ Khổng sẽ tàn sát cậu, ầm. Tiêu Chính Văn đấm một cú ra, máu văng tung tóe. Thấy ông lão Trục Nhật đã biến thành vũng máu, máu bay mù mịt trong không trung. Khẽ phủi bụi trên tay, Tiêu Chính Văn chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn Mạnh Hồng Nho, ánh mắt hiện lên sát khí. Sao vậy, cậu còn muốn giết tôi nữa sao? Mạnh Hồng Nho hít sâu một hơi. Hôm nay nếu đánh nhau với Tiêu Chính Văn, cho dù thắng hay thua, ông ta cũng không còn đường sống nên lựa chọn tốt nhất là nhẫn nại. Lúc nãy tôi đã nói rồi, ông không nên nhảy vào vũng nước đục này. Con người làm sai chuyện gì thì phải gánh chịu hậu quả. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn người xung quanh nói, chẳng phải ông luôn tỏ ra kiêu căng sao? Chẳng phải nhà họ Mạnh luôn coi mình là đệ tử hiền thánh à? Vậy thì tốt, tôi sẽ cho thế giới thấy đại nghĩa và đạo đức của ông. Nói rồi Tiêu Chính Văn quay sang nhìn Mạnh Phi Vũ. Cảm nhận được tầm mắt Tiêu Chính Văn nhìn về phía mình, Mạnh Phi Vũ không khỏi rùng mình, lúc này sắc mặt Mạnh Hồng Nho cũng thay đổi. Mạnh Phi Vũ, chẳng phải anh luôn không ưa tôi sao? Hôm nay tôi cho anh một cơ hội khiêu chiến với tôi. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, Mạnh Phi Vũ sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, quay đầu lại nhìn Mạnh Hồng Nho bằng ánh mắt cầu cứu. Tiêu Chính Văn, với thực lực của cậu khiêu chiến với cháu trai tôi thì có không công bằng không? Lẽ nào cậu không sợ người đời chê cười à? Mạnh Hồng Nho mắt sáng rực nhìn Tiêu Chính Văn. Ông ta vốn dĩ đã không có tình cảm gì với Mạnh Phi Vũ. Nhưng nếu trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn giết Mạnh Phi Vũ trước mặt mình mà mình lại không ra tay thì chẳng phải sẽ bị người đời nhìn thấy đạo đức của nhà họ Mạnh chẳng qua chỉ là giả dối sao? Ha ha, Tiêu Chính Văn ngửa mặt lên trời bật cười, công bằng. Bây giờ ông nói hai chữ công bằng với tôi, lúc nãy chẳng phải ông còn ỷ thế ức hiếp người khác ư? Cậu, Mạnh Hồng Nho siết chặt nắm đấm, không thể phản bác. Vốn dĩ chỉ là một đánh một, hơn nữa không liên quan gì đến nhà họ Mạnh ông. Nhưng ông lại cố chấp xen vào, còn muốn chèn ép tôi. Đã cho ông mặt mũi mà ông không biết dừng lại, còn đưa mặt ra cho người ta đánh thì đừng trách tôi không khách sáo. Thấy Tiêu Chính Văn sải bước đi về phía mình, Mạnh Phi Vũ sợ đến mức tè ra quần. Chú ơi, cháu không muốn chết, cứu cháu. Mạnh Phi Vũ vội vàng bò đến chỗ Mạnh Hồng Nho. Thật bất hạnh khi anh xuất thân ở nhà Hồng Mạnh, đừng nói là anh. Ngay cả con trai ruột của ông ta chết trước mặt ông ta mà ông ta còn không cứu nữa là. Ông nói xem tôi nói thế đúng chứ? Tiêu Chính Văn cười nhạo ngẩng đầu nhìn Mạnh Hồng Nho. Tiêu Chính Văn, cậu, không đợi khí thức của Mạnh Hồng Nho bộc phát hoàn toàn, Tần Lương Ngọc và Trần Huy Tổ đã đến bên cạnh Mạnh Hồng Nho. Cùng lúc đó Viên Thiên Canh cũng đằng đằng sát khí nhìn về phía Mạnh Hồng Nho. Chỉ cần ông ta dám có hành động gì, ba người sẽ lập tức hợp sức lại giết. Tiêu Chính Văn, sinh ra là người thì nên nhân nghĩa, Tiêu Chính Văn tôi chưa từng tin vào đạo đức giả, càng không lời ra toàn những lời đạo đức, tôi chỉ biết sinh ra làm người thì cố gắng làm tròn trách nhiệm bảo vệ đất nước. Nói rồi Tiêu Chính Văn đạp vào sau gáy Mạnh Phi Vũ, sau đó bàn chân dùng sức giẫm xuống. Rắc, đầu Mạnh Phi Vũ vang lên tiếng vỡ nát. Nhìn thấy quân cờ mà nhà họ Mạnh bồi dưỡng bao nhiêu năm nay bị Tiêu Chính Văn xóa sổ, lồng ngực Mạnh Hồng Nho phập phồng dữ dội. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn phải nhẫn nhịn. Bởi vì ông ta không thể thắng được, chỉ cần ông ta dám ra tay, đám người Viên Thiên Canh chắc chắn sẽ hợp lực giết ông ta ngay lập tức. Lúc nãy ông ta dám bao vây tấn công Tiêu Chính Văn, thì bây giờ Tiêu Chính Văn cũng có thể hợp lực tấn công một mình ông ta. Hơn nữa, cả Thanh Phong và Thanh Liên đều sẽ không ra mặt giúp ông ta, càng không muốn đắc tội với Tiêu Chính Văn vào lúc này. Xem ra nhà họ Mạnh chỉ có vậy. Miệng thì nói lời nhân từ, chính trực nhưng thực chất lại đầy mưu mô xảo trá. Tiêu Chính Văn khinh thường nhìn Mạnh Hồng Nho, đi lên giữa võ đài,
lạnh lùng nhìn xuống dưới nói, còn ai dám khiêu chiến với tôi không? Tôi sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Giọng nói ngang ngược của Tiêu Chính Văn vang lên, tất cả mọi người đều chết lặng. Lúc này Nguyệt Nhu đứng ở vị trí Mạnh Phi Vũ vừa đứng, lúc Tiêu Chính Văn nhìn cô ta sợ đến mức ngã khuỵu xuống đất, váy ướt đẫm một mảng lớn. Cảnh tượng Tiêu Chính Văn giết Mạnh Phi Vũ thật đáng sợ. Mạnh Phi Vũ là người mạnh nhất trong số ba người bọn họ, nhưng còn không có sức lực chống trả dưới tay Tiêu Chính Văn, lập tức hóa thành xương máu. Bây giờ mọi người cũng hiểu rõ Tiêu Chính Văn muốn giết Mạnh Hồng Nho là muốn đáp lễ nhà họ Mạnh. Trận chiến giữa ông Lão Trục Nhật và Tiêu Chính Văn không liên quan gì đến nhà họ Mạnh, nhưng Mạnh Hồng Nho lại muốn xen vào. Chính vì muốn nhân cơ hội này trấn áp danh tiếng của Tiêu Chính Văn ở thành Thiên Đô. Chuyện đã đến bước này, đều là do Mạnh Hồng Nho tự làm tự chịu. Hơn nữa, hôm nay chính vì sự xuất hiện của nhà họ Mạnh và ông Lão Trục Nhật mà danh tiếng của Tiêu Chính Văn đã được đẩy lên một tầm cao chưa từng có. Bởi vì Thánh hội Vạn Tông ở thành Thiên Đô luôn nhận được sự chú ý của cả Đông Vực, cho nên mọi chuyện xảy ra hôm nay nhất định sẽ lan rộng ra toàn bộ vùng bên ngoài lãnh thổ. Tiêu Chính Văn cũng vì chuyện này mà trở nên nổi tiếng hơn. Đệ tử cốt cán của nhà họ Mạnh và cao thủ đến từ vùng ngoài vũ trụ gần như bị Tiêu Chính Văn giết trong tức khắc. Ngay sau đó, ông Lão Trục Nhật, người đứng đầu trong Tam Lão Nhật Nguyệt Tinh, cũng chết dưới tay Tiêu Chính Văn. Tiếp theo là đến Mạnh Hồng Nho, hậu nhân của nhà họ Mạnh, cũng là đại diện mạnh nhất của nhà họ Mạnh ở Đông Vực, cũng bị Tiêu Chính Văn dọa đến mức không dám ứng chiến. Điện Thần Long phía sau Tiêu Chính Văn không chỉ có cao thủ đế cảnh, mà còn có hai vị đại đế đế cảnh cấp 5, một vị thành chủ thành Đại Phong, đồng thời còn có Tần Lương Ngọc đại đế đỉnh cao cùng trấn thủ. Tất cả những gì xảy ra với Tiêu Chính Văn ngày hôm nay đủ để làm rung chuyển cả thế giới. Thậm chí những chuyện này cộng lại càng thêm dễ đoán hơn. Nếu không đích thân chứng kiến, thì ai có thể tin Điện Thần Long đến từ giới thế tục lại hùng mạnh đến vậy? Xem ra trên đời này thật sự có rồng. Kể từ trận chiến hôm nay, e rằng Điện Thần Long sẽ chính thức ngang hàng với hoàng tộc. Không ít nhân vật lão làng thở dài ngao ngán. Lúc trước, bọn họ chỉ nghe nói đến Điện Thần Long, nhưng không hề quan tâm nhiều. Trong hàng vạn năm qua, có bao nhiêu thế lực trong giới thế tục chuyển ra vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng sau khi đến vùng ngoài lãnh thổ, có thế lực nào tử tế đâu. Cho dù có khuấy động bao nhiêu sóng gió trong giới thế tục thì cũng chẳng thể khơi dậy bất kỳ làn sóng nào ở vùng ngoài lãnh thổ. Tuy nhiên, trận chiến hôm nay của Điện Thần Long và khí thế có 102 của Tiêu Chính Văn đã làm thay đổi nhận thức của họ về giới thế tục. Cho tới bây giờ, mọi người mới hiểu ra rằng từ khi Tiêu Chính Văn dẫn đầu Điện Thần Long tiến vào vùng ngoài lãnh thổ, nhất định sẽ có một trận cuồng phong đẫm máu. Mà nhân vật cốt lõi của tất cả những điều này là Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương của Hoa Quốc trong giới thế tục. Giờ phút này, tất cả các thế lực lớn đều phái người trở lại thông báo cho môn phái của mình biết chuyện hôm nay xảy ra, đồng thời nghiêm cấm xích mích với người trong Điện Thần Long. Quay về báo cho ngài Hachiki Orochi rằng kế hoạch trở lại giới thế tục và trả thù Hoa Quốc của Vi Hào sẽ bị hủy bỏ vĩnh viễn. Một người đàn ông trung niên đứng trong đám người thấp giọng nói với nam thanh niên bên cạnh. Kể từ khi Tiêu Chính Văn chặt đứt truyền thừa của Vi Hào, các thế lực của Vi Hào ở vùng ngoài lãnh thổ đã thực hiện một kế hoạch trả thù lớn. Hơn nữa, bọn họ còn định dùng trận chiến này để tiêu diệt hoàn toàn và thay thế Hoa Quốc. Dù sao cũng có cao thủ nhà họ Âm Dương ở vùng ngoài lãnh thổ, nếu núi Pony phun trào, đến lúc đó toàn bộ Vi Hào sẽ biến thành biển lửa và hồ dung nham. Nhưng bây giờ, bọn họ phải xua tan mọi ảo tưởng, bởi vì trả thù Hoa Quốc sẽ chỉ khiến Vi Hào sụp đổ nhanh hơn. Một lúc lâu sau, thấy không ai dám bước ra khiêu chiến, Tiêu Chính Văn mới bước về chỗ cũ rồi ngồi xuống. Tôi nhớ hình như lúc nãy có người muốn khiêu chiến với tôi, Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn xuống dưới. Khiêu chiến với Tiêu Chính Văn, mọi người dưới khán đài nhíu mày, sau đó có người nhớ ra cách đây không lâu, ở cổng phủ thành chủ, có người lớn tiếng thư khiêu chiến với Tiêu Chính Văn. Khổng Thiên Tường sợ đến mức hai chân run cầm cập, còn mặt mũi Hứa Tinh Nhi đã tái mét. Khiêu chiến với Tiêu Chính Văn, trừ khi bọn họ điên rồi, cao thủ đế cảnh là nhân vật bọn họ không dám nghĩ tới. E rằng một ánh mắt hay một luồng khí tức của cao thủ đế cảnh cũng có thể đánh tan bọn họ. Khổng Thiên Tường còn chưa kịp rút lui khỏi đám đông, đã bị Tử Doanh vươn tay lôi ra khỏi đám người.
Hứa Tinh Nhi cũng bị một tỷ nữ của phủ thành chủ kéo đến ném dưới chân Tiêu Chính Văn như ném rác. Anh Tiêu, lúc nãy bọn họ chủ động ký vào chiến thư, nói muốn khiêu chiến với anh, Tử Doanh hơi cúi người, cung kính nói với Tiêu Chính Văn. Khổng Thiên Tường sợ tới mức mồ hôi nhễ nhại như mưa, quỳ rạp xuống đất, cúi đầu van xin, anh Tiêu, mong anh tha cho tôi biết sai rồi. Hứa Tinh Nhi bên cạnh hắn còn không dám lên tiếng. Những người xung quanh đều là cao thủ nhân hoàng cấp 7 cấp 8, cao thủ đế cảnh, thậm chí có cả cao thủ đại đế đỉnh cao. Một ánh mắt của bọn họ cũng khiến cô ta sợ đến mức không còn dũng khí ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Khổng Thiên Tường lúc này đang vô cùng hối hận. Lúc gặp Tiêu Chính Văn, hắn còn tưởng tu vi của Tiêu Chính Văn đã bị phế bỏ, biến thành một người bình thường. Nhưng đến lúc này hắn mới biết, đó là bởi vì khác biệt giữa hắn và Tiêu Chính Văn quá lớn, cho nên hắn mới không thể nhìn thấu được tu vi của Tiêu Chính Văn. Đừng nói một tên nhân hoàng cấp một nhỏ bé như hắn, mà ngay cả cao đủ đế cảnh, cao thủ đại đế cũng bị Tiêu Chính Văn giết như thái rau. Hắn còn chẳng bằng con kiến. Đế cảnh là cảnh giới mà đời này hắn không dám mơ tới. Dù sao không phải ai cũng có thể đạt tới trình độ này. Từ xưa đến nay, rất ít người có thể đạt tới cấp bậc đế cảnh. Vương Vũ và Mạnh Phi Vũ đã là nhân tài hiếm có rồi. Nhưng cho dù hắn mở mang linh trí, ngộ tính đột nhiên tăng cao, thật sự có thể đột phá lên đế cảnh thì đã sao? Hắn vẫn sẽ bị Tiêu Chính Văn giết chết bằng một chiêu như Vương Vũ mà thôi. Cảnh giới đại đế đối với hắn khó như lên trời, cho dù nằm mơ hắn cũng không dám mơ tới. Ông lão Trục Nhật là đại đế, hơn nữa còn là đại đế đỉnh cao. Nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải cũng chết không toàn thây sao? Còn Mạnh Hồng Nho của nhà họ Mạnh trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn giết Mạnh Phi Vũ trước mặt mọi người, nhưng chỉ có thể nuốt cơn hận xuống mà chẳng thể làm gì. Bọn họ muốn khiêu chiến với tôi à? Tiêu Chính Văn liếc nhìn Khổng Thiên Tường và Hứa Tinh Nhi. Anh Tiêu, chúng tôi không dám, tôi, lúc nãy là do tôi mất đi lý trí, mong anh Tiêu đừng so đo với kẻ tầm thường như tôi. Anh cứ coi tôi như không khí đi. Khổng Thiên Tường quỳ trên mặt đất, đau khổ van xin. Bản soái không phải là người hẹp hòi, cũng không muốn tính toán với các người. Nhưng trước đây các người đã khiêu chiến với giới thế tục, rồi coi thường người Hoa Quốc ở Huyền Thiên Đạo Cung, Tiêu Chính Văn vừa nói vừa quay lại nhìn Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng. Không cần bọn họ nói, Tiêu Chính Văn cũng có thể tưởng tượng ra Khổng Thiên Tường chèn ép bọn họ như thế nào ở Huyền Thiên Đạo Cung. Anh Tiêu, chúng tôi không dám nữa. Khổng Thiên Tường và Hứa Tinh Nhi liên tục quỳ lại Tiêu Chính Văn. Được rồi, tội chết có thể miễn, Tiêu Chính Văn phất tay áo nói. Một luồng gió lập tức bay ra, đánh bay Khổng Thiên Tường và Hứa Tinh Nhi ra ngoài, sau khi cả hai tiếp đất, bọn họ mới nhận ra tu vi của mình đã bị Tiêu Chính Văn phế bỏ hoàn toàn. Nếu các người không phục thì có thể về báo tin cho nhà họ Khổng, tôi có thể nghênh đón bất cứ lúc nào, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Nhìn mấy người Khổng Thiên Tường lặng lẽ chuồn đi, Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng gần như nhìn về phía Tiêu Chính Văn cùng một lúc, sau đó lại nhìn mấy người Long Hình, cuối cùng không khỏi cảm thấy hơi hụt hẫng. Trước đây bọn họ vẫn còn cảm thấy đáng tiếc khi Tiêu Chính Văn không thể vào trong Huyền Thiên Đạo Cung, thế nhưng bây giờ thì sao? Ở trước mặt Tiêu Chính Văn, Huyền Thiên Đạo Cung rõ ràng chỉ là một trò cười. Dù là cung chủ của Huyền Thiên Đạo Cung thì cũng chỉ có cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mà thôi. Ở trước mặt Tiêu Chính Văn, thậm chí ngay cả tư cách tiến lên trước kính ly rượu cũng không có. Lúc này ngay cả những người tới kính rượu Long Hình, Long Nguyệt ít nhất cũng là cường giả đế cảnh, còn những cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng thì ngay cả tư cách lại gần một bước cũng chẳng có, cứ thế bị mấy tỷ nữ của phủ thành chủ ngăn ở bên ngoài. Tiêu Chính Văn được mấy người thành chủ Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh coi như khách quý, trong tình cảnh này, ngay cả niềm tin của Trương Lăng Phong cũng bị đả kích nghiêm trọng. Đông Phương Tuyết Ngưng cũng thầm chúc mừng bản thân năm đó đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, không đối địch với Tiêu Chính Văn mà lựa chọn đứng về phía anh. Nếu không thì bây giờ đâu còn có gia tộc Đông Phương nữa. Mấy ngày nữa, công trình bên phía đế khư hoàn tất, nhà họ Đông Phương và nhà họ Trương đều có thể rời tới đó sinh sống. Từ giờ về sau, nơi đó chính là căn cứ địa của thế tục chúng ta. Tiêu Chính Văn quay đầu nói với Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong. Nghe thấy lời này, Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng lập tức nước mắt lưng tròng. Đế Khư, đó là một trong số những thánh địa lớn ở vùng ngoài lãnh thổ.
Dù là Huyền Thiên Đạo Cung thì cũng không có tư cách lại gần thánh địa, nhà họ Đông Phương và nhà họ Trương bọn họ lại có thể vào ở trong đó luôn. Anh Tiêu, hai người đồng loạt đứng dậy, quỳ một chân trên mặt đất, nhất thời nghẹn giọng không thốt nổi nên lời. Dù là nhà họ Trương hay nhà họ Đông Phương thì đều từng đối địch với Tiêu Chính Văn, thậm chí còn nhất quyết muốn dồn Tiêu Chính Văn vào chỗ chết. Thế nhưng bây giờ thì sao? Tiêu Chính Văn không những không truy cứu mà còn đưa nhà họ Đông Phương và nhà họ Trương vào nhóm gia tộc đầu tiên có thể vào ở tại vùng ngoài lãnh thổ, trong lòng bọn họ sao có thể không chấn động cơ chứ? Đứng dậy đi, sau khi hai nhà mấy người vào ở thì cũng phải chịu trách nhiệm sát hạch võ tông thế tục, chào đón nhóm người vào ở tiếp theo. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh. Hai người Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng cùng chắp tay nói với Tiêu Chính Văn. Nghe nói Tiêu Chính Văn sắp sửa chuyển toàn bộ thế lực võ tông của thế tục tới vùng ngoài lãnh thổ, mấy ông lớn bên cạnh cũng ý thức ra được gì đó. Có lẽ tất cả những chuyện phát sinh ngày hôm nay cũng chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Sau này không chỉ là Điện Thần Long, ngay cả võ tông của thế tục cũng sắp bén rễ ở vùng ngoài lãnh thổ, vậy nên mới đồng loạt nâng ly tiến lên trước. Mặc dù tuyệt đại đa số trong số họ đều không có tư cách kính rượu Tiêu Chính Văn, thế nhưng ít nhất cũng có thể tiến lên trước tạo quan hệ tốt với những người khác của Điện Thần Long trước. Cậu Long Hình, tôi là Từ Diên Niên, xin kính cậu một ly. Một ông lão tóc trắng sải bước tiến lên trước nói với Long Hình. Được, hy vọng sau này chúng ta có thể chung sống hòa bình, đừng có thêm mâu thuẫn gì nữa, nếu không thì mọi người cũng không tiện nhìn mặt nhau, Long Hình nâng ly rượu lên, bình thản nói. Những lời này của Long Hình có thể nói vừa thể hiện sự hữu nghị, cũng vừa đang uy hiếp. Với thực lực bây giờ của Điện Thần Long, ai dám tranh chấp gì với Điện Thần Long? Ý của anh ta cũng đã quá rõ ràng rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thanh Liên cũng không nén được liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Có điều tất cả những chuyện này cũng đều rất thường tình, dẫu sao Tiêu Chính Văn đã không còn giống với khi trước nữa, trận chiến ngày hôm nay không chỉ có một mình Tiêu Chính Văn được vinh danh khắp thiên hạ mà ngay cả địa vị của Điện Thần Long cũng đang được nâng cao nhanh chóng. Từ cổ chí kim, có được mấy người có thể giống như Tiêu Chính Văn, từ thế tục đánh vào vùng ngoài lãnh thổ, lại chiếm cứ luôn vị trí số 1 ở vùng ngoài lãnh thổ chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Từ Diên Niên đương nhiên cũng hiểu rõ điểm này, bây giờ, Điện Thần Long có thế lực rất lớn, thậm chí đã đủ để bao trùm các môn phái võ tông tới từ trong thế tục, mở rộng cũng là một chuyện hợp với lẽ thường. Chẳng mấy chốc, Tiêu Chính Văn đã trở thành nhân vật chính của Thánh hội Vạn Tông, người tới kính rượu và nịnh nọt nườm nượp không dứt. Thế nhưng đúng vào lúc này, rất nhiều ánh hào quang cực kỳ chói mắt đột nhiên rạch ngang bầu trời. Chương 4217 chẳng bao lâu sau, một tin tức hết sức chấn động được truyền tới. Mấy cao thủ mà nhà họ Khổng cử tới, ngoại trừ ông lão Trục Nhật thì đều đã bị người ta giết sạch. Tin tức này lập tức khiến cho tất cả mọi người đều chấn động, ngay cả Thanh Liên cũng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Từ nửa tháng trước, Tiêu Chính Văn đã từng đoán trước những cao thủ này của nhà họ Khổng. Dù đi báo thù giúp cho Trần Thiên Cổ hay là đi hòa giải thì sẽ chẳng một ai có thể thoát được kiếp nạn này. Lúc này, ngay cả ông lớn của thế lực các phương xung quanh cũng bắt đầu thấy lo lắng. Trong vòng một ngày, nhà họ Khổng liên tiếp mấy đi mấy cao thủ, đây là chuyện chưa từng có tiền lệ suốt mấy nghìn năm nay. Ai có lá gan lớn như vậy, dám coi thường sự tồn tại của nhà họ Khổng. Buổi chiều ngày hôm đó, một tin tức còn chấn động hơn được truyền tới. Điền Văn một trong số 4 cậu chủ của chiến quốc đã xuất thế rồi. Tin tức này vừa được tung ra thì đã gần như gây chấn động cho cả Đông Vực. So giữa việc Tiêu Chính Văn giết chết ông lão Trục Nhật và cao thủ nhà họ Khổng bị giết chết, tin tức này rõ ràng quá đỗi kinh thiên động địa. Không chỉ là Đông Vực mà ba khu vực Tây Nam Bắc gần như đều xuất hiện hiện tượng dị thường kinh thiên. Không ít gia tộc thời chiến quốc gần như đều tìm tới chào hỏi Điền Văn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhận được tin tức này. Điền Văn không chỉ là một trong số 4 cậu chủ là còn là cậu chủ của Tề Quốc, hắn chính là một trong số những chỗ dựa của nhà họ Khổng. Vậy nên tất cả gia tộc và thế lực có quan hệ mật thiết với nhà họ Khổng gần như đều rời khỏi thành Thiên Đô ngay lập tức và trở về với tốc độ nhanh nhất. 4 cậu chủ của chiến quốc tuyệt đối không chỉ có một mình Điền Văn xuất thế, mấy người Ngụy Vinh Kỳ, Hoàng Yết, Triệu Thắng cũng nhất định sẽ lần lượt xuất thế thôi. 4 cậu chủ đồng thời hiện thân. E rằng sẽ xảy ra chuyện lớn đây, Thanh Liên nhíu mày nói. Điền Văn,
bà đang nói tới nho sinh Điền Văn bị Tần Quốc đuổi đi sao? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Không sai, chính là người này. Thật ra cậu ta mới là đệ tử thực thụ của Mạnh Tử, tính ra thì quan hệ với Khổng Khưu cũng hết sức mật thiết. So với gia chủ bây giờ của nhà họ Khổng thì Điền Văn mới là sự tồn tại tối cao thực thụ của Khổng Thị. Ngày đó, Điền Văn dùng thân phận đại nho số 1 để làm chủ Tần Quốc, chủ trì quốc chính, chính từ lúc đó trở đi, thế lực của nho sinh mới thực sự đạt tới sự phát triển lớn mạnh. Nếu như không có Điền Văn, vào lúc Tần Quốc bị tiêu diệt thì nho gia cũng đã không còn tồn tại nữa rồi, vậy nên công trạng của cậu ta còn vượt xa cả Mạnh Tử. Cũng chính từ thời điểm này, nho sinh mới từng bước tiến lên địa vị chủ chốt của lịch sử. Nghe nói ngay cả gia chủ đương nhiệm của nhà họ Khổng cũng tới để đón chào cậu ta. Thanh Liên cũng không ngờ sự việc lại phát triển tới bước này. Gia chủ nhà họ Khổng này không có đẳng cấp như Khổng Vạn Thắng mà là cộng chủ của tất cả đệ tử môn nhân Khổng Thị ở vùng ngoài lãnh thổ và thế tục. Chương 4218 hơn nữa thanh thế lần này của nhà họ Khổng cũng cực kỳ lớn, ngay cả nhân vật ở đẳng cấp đế quân cũng phải tìm tới. Điền Văn một trong số 4 cậu chủ, mặc dù đã ẩn thế 2000 năm, thế nhưng sự xuất thế của hắn đã đại diện cho việc thời đại mới sắp sửa tới rồi. Còn có một tin tức cực kỳ không tốt nữa. Bên phía Thiên Cung Bắc Cực cũng nhận được tin mật báo, thế nhưng không đợi ông Lão Thiên Tinh lên tiếng, bên phía Thành Thiên Đô cũng đã nhận được tin tức y như vậy. Phía chính Nam, thiên hoa ngập trời, hào quang vô hạn, cậu chủ Sở Quốc Hoàng Yết trở về đầy mạnh mẽ. Mà cùng trở về với hắn còn có thêm một thế tử của nhà họ Khổng, Khổng Tề Thiên. Thế nhưng Khổng Tề Thiên này không phải là Khổng Tề Thiên mà Tiêu Chính Văn đại chiến ở thế tục mà là phân thân chỉ xếp sau bản thể trong số những phân thân của ông ta. Nên tới thì vẫn phải tới thôi. Khổng Tề Thiên trở về mạnh mẽ, mặc dù thân xác ông ta vẫn ở vùng ngoài vũ trụ, thế nhưng phân thân này cũng có thực lực cực kỳ cường hãn. Điều khiến cho tôi lo lắng nhất chính là Hoàng Yết lại cùng một ruột với nhà họ Khổng. Hoàng Yết là nhân vật làm mưa làm gió thời kỳ chiến quốc đó. Hơn nữa thực lực cũng không yếu hơn Điền Văn chút nào. Quan trọng nhất là Sở Quốc vẫn luôn khinh thường nho sinh, bây giờ lại liên thủ với nho sinh, chuyện này nói lên điều gì? Nhà họ Khổng nhất định đã có được sự tương trợ từ thế lực lớn một phương nào đấy nên mới lệnh cho người như Hoàng Yết buộc phải liên thủ với họ. Cả vùng ngoài lãnh thổ gần như đều có một loại dự cảm không lành cùng một lúc. Hai người này thì hơi khó nói, có điều theo tin tình báo đáng tin cậy. Lần này Ngụy Nguyên Cát tới đây vì cao thủ hồng ấn của vùng ngoài vũ trụ, Thanh Liên nhíu mày nói. Mặc dù ngay cả phía Thanh Liên cũng biết rất ít về tin tức của Ngụy Vinh Kỳ, nhưng dù sao trong 4 cậu chủ, chỉ có Ngụy Vinh Kỳ là thần bí nhất. Thế nhưng có một điểm có thể khẳng định là hàng ngàn năm nay Ngụy Thị Chiến Quốc có chi nhánh rất lớn, thực lực cũng tuyệt đối không thể coi thường. Thậm chí đến cao thủ cảnh giới đại đế đỉnh cao cũng căn bản không thể so sánh được. Tôi cũng biết một chút về Ngụy Vinh Kỳ, Tần Lương Ngọc nói. Mặc dù nhà họ Tần không giao thiệp qua lại với chiến quốc nhưng Thành Đại Phong nằm ở biên cương, nguồn tin tức đương nhiên nhiều hơn Thành Thiên Đô rất nhiều. Nghe nói hắn là đệ tử đầu tiên của Định Cái Nhiếp thời chiến quốc, thực lực của người này vô cùng đáng sợ. Có tin đồn rằng, năm đó khi quân binh nhà Tần ở gần dưới Thành Đại Lương, mặc dù Bạch Khởi sớm đã vào vùng ngoài lãnh thổ, không còn ở trong quân đội, nhưng đối thủ của ông ta lại là đệ nhất mãnh tướng Mông Điềm. Năm đó, ông ta và Mông Điềm đã đấu hòa nhau, nếu không phải là đám người Vương Ly đến kịp, kết quả e là rất khó nói. Tần Lương Ngọc vừa dứt lời, mấy người khác cũng rơi vào trầm tư. Mông Điềm, đó là đệ nhất mãnh tướng trong quân đội nước Tần. Chương 4219 nếu không phải ông ta bị xử tử thì cho dù là Hạng Vũ năm đó cũng tuyệt đối không dám khởi binh chống Tần. Mà Mông Điềm cũng chính là một trong những người thừa kế của cây giáo bá vương, kết cục cuối cùng vô cùng bi thảm giống như Hạng Vũ. Nhưng người có thể đánh hòa ông ta thì thực lực phải kinh khủng đến mức nào? Ngụy Vinh Kỳ này tính khí thất thường, cho dù là người cùng thời đại với hắn, mỗi khi nhắc tới người này đều sẽ nhượng bộ lui binh. Trên mặt Tần Lương Ngọc cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Anh Tiêu, vừa rồi nhà họ Phương phái người tới gửi tin tức, muốn mời anh đến nhà họ Phương dự tiệc. Một đệ tử của phủ thành chủ bước về phía Tiêu Chính Văn và chắp tay nói. Nhà họ Phương, cậu Tiêu, thực ra bọn họ chính là tay sai của nhà họ Khổng, theo tôi thấy, bọn họ có thể cũng là vì 4 cậu chủ đồng thời xuất thế nên mới mời cậu qua đó. Thanh Liên đầy vẻ đăm chiêu phân tích.
nhà họ Ngụy thời chiến quốc luôn ra sức phản đối Nho Sinh, mãi đến sau này, cũng vì sự độc tôn học thuật Nho gia của Hán Vũ Đế mà con cháu nước Ngụy từ quan hàng loạt, lui về núi rừng. Điều này cũng dẫn đến cuộc chiến diệt Hung bị trì hoãn trong nhiều thập kỷ. Mặc dù Ngụy Vinh Kỳ đã ở ẩn nhiều năm, nhưng thân là con trai nối dõi của nhà họ Ngụy chiến quốc, nhất định không đội trời chung với nhà họ Khổng. Mà nhà họ Phương thực ra cũng có cao thủ trấn giữ, thậm chí người chủ quản thực sự của nhà họ Phương còn không thèm để mắt đến Thành Thiên Đô. Giờ phút này lại mời Tiêu Chính Văn, chứng tỏ rằng Ngụy Vinh Kỳ xuất thế đã khiến Khổng thị cảm thấy bất an. Ở một khía cạnh khác, điều này cũng có thể chứng tỏ rằng Ngụy Vinh Kỳ người năm đó có thể chiến đấu với Mông Điềm, đáng sợ như thế nào. Mà Tây Vực lại là vùng đất của nước Ngụy từ xa xưa đến nay, vì vậy, Tây Vực trong bốn khu vực lớn, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn rơi vào tay của Ngụy thị chiến quốc. Nếu ngay cả nhà họ Phương và nhà họ Khổng sau lưng bọn họ cũng sợ hãi Ngụy Vinh Kỳ như vậy, thì chỉ có thể chứng tỏ một điều, Triệu Quát đã đứng về phía Ngụy thị. Nói với bọn họ, tôi không có thời gian, Tiêu Chính Văn xua tay từ chối thẳng. Tiêu Chính Văn cũng không có hứng thú can thiệp vào những ân oán giữa nhà họ Khổng và thế lực khác. Xem ra, e rằng Thánh hội Thiên Đô năm nay không chỉ đơn giản là để tranh đoạt vận khí. Trong những năm qua, mặc dù giữa mấy khu vực lớn có lúc xung đột với nhau, nhưng không xuất hiện những tranh chấp quá lớn, dù sao ba khu vực khác cũng đều tôn Đông Vực làm chủ. Mà sự xuất hiện của Ngụy Vinh Kỳ là một tín hiệu mạnh mẽ, rất có thể bốn khu vực lớn trong nay mai sẽ sụp đổ tan rã. Mỗi bên sẽ trở thành một thế lực riêng, chiến đấu với nhau. Đến lúc đó cũng dự báo một trận đại chiến trước nay chưa từng có sắp nổ ra. Hơn nữa, bốn cậu chủ và phân thân mạnh nhất của Khổng Tề Thiên cũng đều đồng thời quay lại, nếu nói trong này không có ẩn tình gì thì hoàn toàn không có khả năng. Chương 4220 sợ rằng đến lúc đó, việc tranh đấu vận khí Thiên Đô cũng sẽ vô cùng khốc liệt. Thanh Liên cau mày nói. Tôi cho rằng vừa rồi Mạnh Hồng Nho luôn nhẫn nhịn, nhất định là trước đó ông ta đã nhận được một số tin tức nào đó, ông ta cũng đang chờ đợi. Nếu bốn cậu chủ trở về, vậy thì thế cuộc của cả Đông Vực cũng sẽ phát sinh sự biến đổi kinh thiên động địa. Ông Lão Thiên Tinh cũng nói theo. Mối quan hệ giữa nhà họ Mạnh và nhà họ Khổng quá thân thiết, bất kỳ thông tin nào, nhà họ Khổng cũng không thể giấu giếm ông ta. Mà Điền Văn trở về. Nhà họ Khổng tuyệt đối không thể không có chút tin tức nào, có lẽ nhà họ Khổng và nhà họ Mạnh sớm đã có mưu tính trước rồi. Chỉ là hiện giờ, không ai có thể đoán được rốt cuộc nhà họ Khổng đang tính toán điều gì. Ồ, Mạnh Hồng Nho cũng có quan hệ với bốn cậu chủ à? Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày, hỏi. Đương nhiên, người này tuyệt đối không được coi thường. Trước đây, một vị thành chủ của Nam Vực đã từng đấu với ông ta một trận. Mà vị thành chủ đó có thực lực vượt trội hơn ông ta rất nhiều. Theo tôi biết, sở dĩ ông ta bình an vô sự đều là vì Điền Văn ra tay giúp đỡ vào lúc then chốt. Mặc dù bản thân Điền Văn không xuất hiện nhưng cho dù chỉ khống chế khí tức của đối phương vào lúc then chốt thì cũng đã đủ rồi. Thanh Liên kiên nhẫn giải thích. Ồ, ý của bà là Nam Vực trước đây không yếu như bây giờ. Tiêu Chính Văn quay đầu lại hỏi. Đúng vậy. Sở dĩ ba khu vực kia suy yếu như vậy đều là bởi vì bốn cậu chủ, thực lực của bọn họ quá dũng mãnh, các cao thủ của những khu vực khác đều bị bọn họ loại bỏ bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, vì vậy mới tôn sùng Đông Vực. Thanh Liên đăm chiêu giải thích. Vậy tại sao lúc trước bọn họ lại muốn quét sạch cao thủ của ba khu vực còn lại? Tiêu Chính Văn lờ mờ cảm thấy trong này có rất nhiều ẩn ý. Tôi nghĩ Khổng Thế Phương biết được không ít, chỉ bằng để ông ta đến trả lời câu hỏi này của cậu Tiêu. Thanh Liên vừa nói vừa vẫy tay với thị nữ bên cạnh, không lâu sau, hai người Khổng Thế Phương và Tư Mã Huy bước vào với tâm trạng vô cùng phức tạp. Hai người bọn họ đã từng là những người ăn trên ngồi trước, lúc này lại phải lễ độ cung kính với một tên thanh niên đến từ thế tục, sự tương phản trong lòng quả thực khiến hai người bọn họ không thể chấp nhận được. Cuối cùng, Tư Mã Huy khẽ thở dài một tiếng, đến bên cạnh Tiêu Chính Văn, chắp tay hành lễ với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu! Tư Mã Huy xin kính chào cậu Tiêu. Mặc dù Khổng Thế Phương không cam tâm tình nguyện nhưng cũng chỉ đành chắp tay chào Tiêu Chính Văn theo Tư Mã Huy. Nói đi, năm đó đám người Điền Văn tại sao lại muốn diệt trừ ba khu vực còn lại? Tư Huy tổ tiến lên một bước, chất vấn với vẻ không khách khí. Một luồng áp lực mạnh mẽ ập thẳng đến, ngay cả Khổng Thế Phương cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Trong tình huống này,
nếu Tiêu Chính Văn muốn giết bọn họ thì ai có thể cản nổi. Chương 4221. Thực ra chuyện năm đó là bởi vì trái tim rồng Bạch Long, bởi vì có tin đồn rằng trái tim rồng Bạch Long ở vùng ngoài lãnh thổ nhưng lại không biết rốt cuộc là ở chỗ nào. Lúc đó, thông đạo nối liền vùng ngoài lãnh thổ và thế tục vẫn chưa được hình thành, ai có thể lấy được trái tim rồng Bạch Long đồng nghĩa với việc có thể có được truyền thừa của Long tộc, vì vậy, bốn cậu chủ của chiến quốc mới đoàn kết một cách lạ thường. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến mọi người đều thất vọng, bọn họ đã tìm kiếm từng tấc đất ở vùng ngoài lãnh thổ nhưng vẫn không thể tìm được trái tim rồng Bạch Long. Khổng Thế Phương lắc đầu, thở dài một tiếng. Tiêu Chính Văn lúc này mới bừng tỉnh, có điều, trái tim rồng Bạch Long có lẽ là ở vùng ngoài lãnh thổ thật, nếu không tại sao Hoa Quốc lại không có chút tin tức nào liên quan đến trái tim rồng Bạch Long chứ? Còn trái tim rồng Hắc Long đã bị Võ Chí Thiên dung hợp một nửa, mà tung tích của nửa còn lại, Tiêu Chính Văn sớm đã biết được. Chỉ là không có tung tích của trái tim rồng Bạch Long, Tiêu Chính Văn mới phải tạm thời mặc kệ Võ Chí Thiên. Đúng lúc này, một thị nữ bước nhanh đến bên cạnh Thanh Liên và thì thầm mấy câu. Thanh Liên không khỏi cau mày nói, tin tức mới nhất, Mạnh Hồng Nho đã liên thủ với 5 vị đại đế của nhà họ Khổng rồi. Hừ, chẳng qua là thêm mấy tên ô hợp thôi mà. Long Hình cười nhạt, e rằng không đơn giản như vậy, 5 người kia đều là thành viên cốt cán của nhà họ Khổng, ai nấy đều có tu vi đại đế đỉnh cao, nếu 6 người bọn họ liên thủ, thế cục có thể sẽ không kiểm soát được. Thanh Liên liên tục lắc đầu, vẻ mặt trịnh trọng. Dù sao những người này, ai nấy đều có bối cảnh lai lịch lớn, có thể vào hàng ngũ nòng cốt của nhà họ Khổng thì không ai dễ đối phó cả. Đêm hôm đó, tin tức này đã được toàn bộ Đông Vực chứng thực. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều có dự cảm đám mây chiến đấu đang bao trùm, một trận đại chiến sắp nổ ra. 6 vị đại đế liên thủ, còn cần phải hỏi sao? Nói trắng ra là bọn họ muốn cướp vận khí thiên đô. Còn có một khả năng là muốn đối phó với Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long. Mọi người đang bàn tán xôn xao nhưng dù thế nào, tin tức 6 vị đại đế hợp lực liên thủ vẫn chấn động toàn bộ Đông Vực. Ngay sau đó, tin tức 6 vị đại đế chuẩn bị hợp lực loại trừ Tiêu Chính Văn đã lan truyền khắp Đông Vực. Hơn nữa còn được Mạnh Hồng Nho chính miệng xác nhận. Tin tức này lập tức chấn động cả thành Thiên Đô, dù sao đội hình của đối phương cũng quá mạnh. Bên phía Tiêu Chính Văn dù có thêm Thanh Liên và Tần Lương Ngọc thì cũng không thể đọ sức với 6 vị đại đế. Vừa nhận được tin tức này, sắc mặt của Thanh Liên lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chương 4222. Bà ta không ngờ Mạnh Hồng Nho lại bị ổi như vậy, vì để loại bỏ Tiêu Chính Văn mà không từ thủ đoạn bẩn thỉu nào. Thậm chí có thể nói, thế cục hiện tại vô cùng bất lợi cho Tiêu Chính Văn. Tần Lương Ngọc nghe được tin tức này cũng trở nên nghiêm nghị. Cho dù bà ta, Thanh Liên, ông Lão Thiên Tinh và trưởng Lão Thiên Nguyệt cùng tham chiến, cộng thêm sự giúp đỡ của Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ thì cũng chỉ có thể chống chọi với 4 người mà thôi. Đến lúc đó, Tiêu Chính Văn sẽ phải một mình đấu với 2 vị cao thủ cảnh giới đại đế đỉnh cao. Bọn họ không giống với ông Lão Trục Nhật, ai cũng là nhân vật tinh anh nòng cốt của nhà họ Khổng. Ngay cả cao thủ cảnh giới đế quân cũng phải suy nghĩ tính toán thật kỹ về trận chiến này. Anh Tiêu, người của nhà họ Phương và Tề Thiên Thư Viện đã đợi sẵn ở cửa rồi. Một thị nữ vội vã bước vào, báo cáo với Tiêu Chính Văn. Đúng lúc này, quả nhiên có một học giả trung niên và một ông lão tóc trắng đang đợi bên ngoài cổng phủ thành chủ. Hai người họ đều là nhân vật tinh anh của nhà họ Khổng, hơn nữa vị học giả trung niên kia còn là viện trưởng mới của Tề Thiên Thư Viện. Ông nghĩ Tiêu Chính Văn có thể nhượng bộ không? Dù sao thì cả hai chúng ta trước đây đều có quan hệ thân thiết với cậu ta. Vị học giả trung niên kia chắp một tay sau lưng, cau mày hỏi. Theo tôi thấy, lúc này Tiêu Chính Văn đã bị ép vào đường cùng rồi. Lựa chọn sống hay chết cũng không khó. Bây giờ sóng gió đã lên đến đỉnh điểm rồi, cậu ta còn đường lui mà từ chối sao? Một mình cậu ta hay Điện Thần Long có thể đối phó nổi với 6 vị cao thủ cảnh giới đại đế không? Đến lúc đó, không chỉ một mình cậu ta chết, mà cả Điện Thần Long cũng bị san bằng. Nhà họ Mạnh cũng không hề đơn giản, bây giờ lợi dụng nhà họ Khổng để thuận thế tấn công, chẳng qua là dùng nhà họ Khổng làm lá chắn, để dễ đổ tội mà thôi. Hai bên chúng ta hợp tác cùng có lợi, cậu ta không có lý do để từ chối. Ông lão tóc trắng chế nhạo. Chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Bởi vì người hợp lực với Mạnh Hồng Nho lần này không phải là 5 vị cao thủ của nhà họ Khổng, mà là 5 vị cường giả đại đế đỉnh cao do nhà họ Mạnh điều về từ huyết tộc. Mượn danh tiếng của nhà họ Khổng để lên tiếng, chính là muốn kéo theo nhà họ Khổng cùng đối đầu với Tiêu Chính Văn. Dù sao đứng sau nhà họ Khổng cũng là Điền Văn, một trong 4 cậu chủ. Nghĩ cũng phải, ở cả vùng ngoài lãnh thổ, chỉ có nhà họ Khổng mới có thể giải quyết chuyện này, người khác cũng chẳng thể làm gì. Học giả trung niên cười gật đầu. Trong khi hai người họ đang nói chuyện, ông Lão Thiên Tinh và Thanh Liên đã đích thân đến cổng phủ thành chủ để tiếp đón. Dù sao ở vùng ngoài lãnh thổ, thế lực của nhà họ Khổng vô cùng lớn mạnh, hơn nữa nhà họ Phương và nhà họ Khổng còn liên kết với nhau, ngay cả thành chủ thành Thiên Đô như Thanh Liên cũng phải đích thân tiếp đón. Tiền bối Khổng Ly, tiền bối Phương Tử Tấn. Chương 4223 ông Lão Thiên Tinh và Thanh Liên cùng chắp tay chào hỏi. Ở trước mặt hai người họ, cả Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh đều chỉ là hậu bối. Chỉ từ điểm này cũng có thể thấy thân phận và địa vị của hai người họ đặc biệt thế nào. Lần này, sau khi nhà họ Khổng và nhà họ Phương hợp tác, bọn họ mới gửi lời mời đến Tiêu Chính Văn, nói cách khác, nhà họ Khổng cũng cảm nhận được tình hình vô cùng phức tạp. Bọn họ muốn cố giảm bớt các thế lực thù địch và dốc toàn lực để đối phó với kẻ thù hùng mạnh thực sự. Không cần đa lễ, Khổng Ly và Phương Tử Tấn gật đầu, xua tay với ông Lão Thiên Tinh và thành chủ Thanh Liên. Mời hai vị tiền bối vào trong. Thanh Liên bước lên trước, làm động tác mời Phương Tử Tấn và Khổng Ly vào trong phủ thành chủ. Đến vườn sau, Phương Tử Tấn và Khổng Ly chắp tay chào Tiêu Chính Văn, chào cậu Tiêu. Hai người họ đương nhiên phải khách khí với Tiêu Chính Văn vì muốn hóa giải thù hận hai bên, hoặc tiến xa hơn là lôi kéo Tiêu Chính Văn về phe mình, trước hết phải bày tỏ thái độ đã. Hai vị khách khí rồi, Tiêu Chính Văn cũng chắp tay chào hai người họ. Cậu Tiêu, thực ra có một số chuyện, có lẽ không cần tôi nói cậu cũng đã nhận được tin tức. Tôi cũng tin với năng lực của cậu Tiêu, chắc chắn sẽ còn kế hoạch khác. Tôi chỉ muốn giải thích với cậu rằng người hợp tác với Mạnh Hồng Nho không phải người nhà họ Khổng chúng tôi, mà là cao thủ nhà họ Mạnh điều về từ huyết tộc. Rõ ràng là ông ta muốn kéo nhà họ Khổng chúng tôi xuống nước, xúc phạm cậu Tiêu sẽ hủy hoại danh tiếng của nhà họ Khổng, sao chúng tôi có thể để ông ta làm loạn được? Khổng Ly lên tiếng trước. Đúng vậy, nếu cậu Tiêu thật sự giết Mạnh Hồng Nho và 5 vị cao thủ kia thì chuyện này chắc chắn sẽ liên quan đến huyết tộc. Vô hình chung, cậu Tiêu lại đắc tội với lãnh đạo cấp cao của huyết tộc, đến lúc đó, cả đông vực, hay nói cách khác, cả vùng ngoài lãnh thổ sẽ không có một giây phút bình yên nào nữa. Hơn nữa, nếu những nhân vật tinh anh của huyết tộc bị giết, bọn họ chắc chắn sẽ không chỉ báo thù ở vùng ngoài lãnh thổ mà còn tấn công cả giới thế tục. Cậu Tiêu phải suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Phương Tử Tấn bổ sung thêm. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cũng trở nên trầm mặc. Nếu thật sự chọc giận huyết tộc thì e rằng hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn những gì Phương Tử Tấn nói. Nghe vậy, Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh cũng hít sâu một hơi. Chẳng trách Tề Thiên Thư Viện và nhà họ Phương lại cùng lúc gửi lời mời đến Tiêu Chính Văn. Chuyện đã đến nước này, cả vùng ngoài lãnh thổ chắc chắn sẽ xảy ra một trận hỗn chiến lớn. Ngay cả 4 cậu chủ chiến quốc cũng chưa chắc đã thoát nạn. Vậy chắc cậu Tiêu cũng hiểu ý tốt của hai nhà chúng tôi rồi nhỉ? Khổng Ly nhìn Tiêu Chính Văn, mong chờ câu trả lời cuối cùng. Chương 4224 ông ta đã nói rất rõ thế cục trước mắt, còn lại chỉ có thể dựa vào sự lựa chọn của Tiêu Chính Văn. Nhưng dựa vào sự hiểu biết của nhà họ Khổng về Tiêu Chính Văn, bất kể khi nào và ở đâu, Tiêu Chính Văn cũng sẽ quan tâm đến giới thế tục. Ít nhất sẽ không bao giờ bỏ mặc thiên tử của Hoa Quốc. Chính vì lòng trung thành của Tiêu Chính Văn với Hoa Quốc nên những lựa chọn của anh rất hạn chế. Tôi muốn hỏi một câu rằng chúng ta sẽ hợp tác thế nào? Các ông có cách gì để tránh tất cả những chuyện này, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Việc này rất đơn giản, chỉ cần cậu Tiêu đồng ý gia nhập vào Tề Thiên Thư Viện, tức là gia nhập vào nhà họ Khổng thì lãnh đạo cấp cao của nhà họ Khổng, hay nói cách khác. Cậu Điền Văn sẽ đích thân triệu tập lãnh đạo cấp cao của huyết tộc, không được hành động hấp tấp. Chắc tôi cũng không cần nói nhiều về thực lực của cậu Điền Văn nữa. Chỉ cần cậu ta mở miệng, Mạnh Hồng Nho và đám người nhà họ Mạnh chắc chắn sẽ sợ mất mật. Một câu thôi, bảo bọn họ rút thì bọn họ chỉ có thể rút, nếu không sẽ phải chết. Khổng Ly nghiêm mặt nói. Mặc dù nhà họ Mạnh xuất thân từ nhà họ Khổng,
nhưng hành vi của Mạnh Hồng Nho đã phản bội nhà họ Khổng, nhà họ Khổng đương nhiên sẽ không bỏ qua cho loại chó phản chủ này. Nghe vậy, Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh vô cùng kinh ngạc. Điền Văn không ngần ngại đích thân ra mặt sao? Điều này chỉ có thể chứng minh mục đích của bọn họ rất có thể là vì trái tim rồng Bạch Long. Ồ, một trong bốn cậu chủ chiến quốc như Điền Văn sẽ nghe theo sự sắp xếp của các ông sao? Tần Lương Ngọc chế nhạo, hỏi lại. Tôi nào có năng lực như vậy? Thực ra tất cả chuyện này đều là do công tử Điền sắp xếp. Biến vũ khí thành tơ lụa mới là lựa chọn tốt nhất lúc này. Cả cậu Tiêu và nhà họ Khổng chúng tôi đều có lợi, không phải sao? Sau khi hai bên đình chiến, cậu Tiêu có thể bảo vệ giới thế tục an toàn, nhà họ Khổng cũng bớt đi một kẻ thù mạnh, hai bên đều có được thứ mình cần, chẳng phải là tốt sao? Khổng Ly khuyên bảo thêm. Ý của các ông là bảo tôi lựa chọn giữa việc giữ lại giới thế tục và gia nhập nhà họ Khổng ư? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Khổng Ly. Cậu Tiêu hiểu lầm rồi, liên minh giữa chúng ta chỉ là trên danh nghĩa, hay nói cách khác, đó là đình chiến giữa cậu và nhà họ Khổng. Chỉ là tuyên bố với bên ngoài rằng chúng ta đã kết liên minh. Làm vậy mới có thể ngăn đám người kia lợi dụng sơ hở. Cậu Tiêu thấy thế nào? Khổng Ly khua môi múa mép nói. Đúng vậy, ông Khổng nói rất có lý. Đừng nói cậu chỉ giết một tên nhãi danh nhà họ Mạnh, cho dù cậu giết cả con trai của Mạnh Hồng Nho thì ông ta cũng không dám hé răng nửa lời, Phương Tử Tấn bên cạnh nói thêm. Chương 4225 Phương Tử Tấn nói không sai. Chỉ cần Tiêu Chính Văn ngừng chiến với nhà họ Khổng thì Mạnh Hồng Nho tuyệt đối không dám khiêu chiến với Tiêu Chính Văn thêm nữa. Mà giấc mộng đẹp muốn mượn danh nghĩa nhà họ Khổng để tắm máu thế tục của Mạnh Hồng Nho cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Huyết tộc cũng sẽ vì nhà họ Khổng kết thành đồng minh với Tiêu Chính Văn mà xem xét lại từ đầu có còn ủng hộ Mạnh Hồng Nho nữa hay không. Còn nữa, chuyện cậu giết ông Lão Trục Nhật khi trước, nhà họ Khổng chúng tôi cũng có thể không truy cứu. Hơn nữa tất cả ân oán với nhà họ Khổng cũng có thể được xóa sạch. Khổng Ly lại lên tiếng. Giống như những gì ông ta nói lúc đầu, đôi bên ngừng chiến không chỉ có lợi cho nhà họ Khổng mà Tiêu Chính Văn cũng chẳng có chút tổn hại nào. Chỉ có điều, Tiêu Chính Văn chẳng vội lên tiếng mà ngược lại hai người ông Lão Thiên Tinh và Thanh Liên lại lên tiếng trước. Hai vị, chuyện này thật sự rất quan trọng, không biết có thể cho chúng tôi một chút thời gian để thảo luận thêm hay không? Sau đó sẽ lại cho mấy người một câu trả lời hài lòng. Thanh Liên quay đầu nói với Khổng Ly. Đương nhiên là được, chỉ cần có kết quả thì bất cứ lúc nào cũng có thể cử người tới Tề Thiên Thư Viện tìm tôi. Tôi luôn luôn mong chờ tin tốt từ cậu Tiêu. Khổng Ly nói xong thì nhanh chóng rời khỏi phủ thành chủ cùng với Phương Tử Tấn. Mãi tới khi hai người đi xa, mọi người mới đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu! Tôi lại cảm thấy đối với chúng ta mà nói thì đề nghị của bọn họ cũng là một lựa chọn không tồi. Đầu tiên, võ tông thế tục rời tới vùng ngoài lãnh thổ cũng không thể thích ứng được ngay, vậy nên chúng ta cũng cần một khoảng thời gian để chuyển tiếp. Và lại, Mạnh Hồng Nho kéo thêm huyết tộc khai chiến với chúng ta, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thế lực của huyết tộc rất lớn, đủ để sánh ngang vai với nhà họ Khổng, bây giờ chúng ta ra tay với bọn họ thì chỉ có bất lợi mà thôi. Tần Lương Ngọc phân tích không sai, Thanh Liên cũng lên tiếng theo, thật ra tạm thời hóa giải thù oán với nhà họ Khổng, đối với chúng ta mà nói thì chỉ có lợi chứ không có hại, hơn nữa còn có thể lợi dụng thế lực của nhà họ Khổng để tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng của võ tông thế tục ở vùng ngoài lãnh thổ. Cậu Tiêu, thành chủ Thanh Liên nói không sai, tôi cũng cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có. So với việc chúng ta đối đầu chính diện với thế lực nhà họ Mạnh, chỉ bằng để cho nhà họ Khổng đi xử lý đám phản thần nhà họ Mạnh này. Tên Mạnh Hồng Nho này vẫn luôn có thù tất báo, chuyện cậu Tiêu công khai giết Mạnh Phi Vũ vào ngày hôm đó chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, vậy nên lúc này nhà họ Khổng mới đột nhiên ra tay, kết thành đồng minh với cậu Tiêu chắc chắn sẽ khiến cho ông ta nổi điên lên. Mặc dù người này không dám tỏ thái độ phản đối nhà họ Khổng, nhưng chắc chắn sẽ làm ra một số chuyện có hại cho nhà họ Khổng ở sau lưng. Tới lúc đó, chúng ta chỉ cần ngồi trên núi xem hổ đấu đá là được rồi. Chương 4226 ông Lão Thiên Tinh nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Không sai, nếu như ông ta thật sự dám đảo loạn kế hoạch của nhà họ Khổng, tới lúc đó căn bản không cần tới chúng ta ra tay, nhà họ Khổng nhất định sẽ dạy cho ông ta cách làm người. Thậm chí Điền Văn có thể còn thẳng tay giết chết ông ta. Ông Lão Thiên Tinh cũng lên tiếng khuyên nhủ. Nếu như kết thành đồng minh với nhà họ Khổng,
e rằng cậu Tiêu sẽ phải chịu sự chỉ trích từ người khác, Viên Thiên Canh nhíu mày nói. Tiếng tăm của nhà họ Khổng vẫn luôn rất kém, nếu như tin tức Tiêu Chính Văn kết thành đồng minh với nhà họ Khổng truyền ra ngoài, rất nhiều người nhất định sẽ vì nhà họ Khổng mà rèm pha Tiêu Chính Văn. Chuyện này chẳng thành vấn đề. Cây ngay không sợ chết đứng, Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Quả thực giống như mấy người bọn họ nói, bây giờ đang ở trong thời khắc hết sức mấu chốt, nếu như Tiêu Chính Văn chỉ suy xét cho bản thân thì đương nhiên không cần phải đồng ý với đề nghị của nhà họ Khổng. Thế nhưng suy xét cho sự phát triển lâu dài của thế tục và Điện Thần Long thì đề nghị của nhà họ Khổng quả thực rất đáng để suy xét. Mấy người đi nói chuyện với nhà họ Khổng đi. Thông báo với tôi một tiếng kết quả cuối cùng là được rồi, Tiêu Chính Văn lên tiếng. Thật ra anh cũng muốn nhân cơ hội này để quy tụ thế lực các phương bên trong thế tục. Hơn nữa bên phía Võ Tông vẫn còn có Võ Thần Tông vẫn luôn xem xét lưỡng lự, hiện giờ cũng là lúc để nói chuyện tử tế với Võ Thí Thiên rồi. Dù gì khoảng thời gian vừa qua biểu hiện của Võ Thí Thiên cũng không tệ, ít nhất không dậu đổ bìm leo vào lúc mà thế tục đang nguy khốn. Mà Võ Thần Tông là tông môn lớn số một thế tục. Địa vị bên trong Võ Tông vẫn cực kỳ cao. Vào đêm ngày hôm đó, Thanh Liên đã cử người tới Tề Thiên Thư Viện để ký kết bản thỏa thuận kết thành đồng minh với người nhà họ Khổng. Hơn nữa, tin tức này cũng được nhà họ Phương và nhà họ Khổng truyền ra ngoài ngay lập tức. Tiêu Chính Văn và nhà họ Khổng giảng hòa rồi ư. Hừ, tôi nghĩ là Tiêu Chính Văn sợ rồi. Dù gì bốn cậu chủ của chiến quốc cũng đã trở về, chút bản lĩnh đó của cậu ta căn bản chẳng đáng là gì. Cái đó cũng chưa chắc, dù gì người ta cũng chỉ là kết thành đồng minh chứ không quy thuận. Ngay tức thì, thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ đều dồn sự chú ý về phía Tiêu Chính Văn và nhà họ Khổng. Chỉ có điều, vẫn có không ít thế gia có thái độ hoài nghi, mối thù giữa Tiêu Chính Văn và nhà họ Khổng đã quá sâu sắc, sao có thể thông qua một tờ giấy là đôi bên hóa vũ khí thành tơ lụa ngay được. Không phải Tiêu Chính Văn từng nói muốn nhổ cỏ tận gốc nhà họ Khổng hay sao? Đột nhiên kết thành đồng minh với nhà họ Khổng vào thời điểm này, xem ra Tiêu Chính Văn cũng phải khuất phục rồi. Hừ, đây cũng là lựa chọn bần cùng của Tiêu Chính Văn, Mạnh Hồng Nho liên thủ với năm cao thủ ở cảnh giới đại đế chuẩn bị tiêu diệt Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu ta không thể không cúi đầu trước nhà họ Khổng. Chương 4227 nếu như từ chối lời mời kết thành đồng minh của nhà họ Khổng thì chính là ép nhà họ Khổng dùng thủ đoạn lôi đình để trừ khử cậu ta. Rất nhiều người cũng bắt đầu đưa ra những phân tích có tính logic. Thế nhưng vẫn có không ít người cảm thấy cực kỳ thất vọng về Tiêu Chính Văn. Ở trong Thánh hội Vạn Tông, Tiêu Chính Văn có khí thế mạnh mẽ tới độ nào? Thế nhưng tới cuối cùng không phải vẫn cúi đầu chịu khuất phục nhà họ Khổng hay sao? Ngay tức thì, cả vùng ngoài lãnh thổ đều bàn tán về chuyện này. Mà lúc này, bên trong căn phòng bí mật của nhà họ Mạnh, sau khi Mạnh Hồng Nho nghe thấy tin tức này thì trên mặt lập tức nở nụ cười nham hiểm, tôi còn cho rằng Tiêu Chính Văn cậu là nhân vật ghê gớm gì, không ngờ cũng chỉ là một con chuột có lá gan bé tí mà thôi. Lúc này, sau lưng Mạnh Hồng Nho còn có một nam thanh niên mặc đồ đen. Thông qua tia sáng u ám, chỉ có thể lờ mờ trông thấy đôi mắt đỏ như máu của hắn, còn về tướng mạo thì chẳng thể nhìn thấy rõ. Tiêu Chính Văn kết thành đồng minh với nhà họ Khổng vào thời điểm này. Sợ rằng sẽ làm hỏng chuyện lớn của chúng ta, nam thanh niên trầm giọng nói. Mặc dù hắn cũng có tu vi đại đế, hơn nữa còn có tầm ảnh hưởng nhất định bên trong huyết tộc, thế nhưng huyết tộc không thể vì chuyện sống chết của mấy người bọn họ mà khai chiến toàn diện với nhà họ Khổng. Huống hồ Điền Văn trở về lại khiến cho thực lực của nhà họ Khổng tăng lên mạnh mẽ, huyết tộc chỉ cần không ngốc thì tuyệt đối sẽ không động tới nhà họ Khổng vào giờ phút quan trọng này. Chẳng qua chỉ là mất đi vài người mà thôi. Nhà họ Khổng cũng tuyệt đối không thật tâm muốn kết thành đồng minh với Tiêu Chính Văn, chỉ riêng ải của Khổng Tề Thiên căn bản cũng chẳng qua nổi rồi. Hơn nữa, kết thành đồng minh với nhà họ Khổng, danh tiếng của Tiêu Chính Văn đã bị hủy hoại hoàn toàn, vả lại, cậu ta có thể thuận buồm xuôi gió cả chặng đường đều là vì trong tay cậu ta có một quân cờ phản Khổng. Bây giờ không có quân cờ đó, chặng đường tiếp theo của cậu ta sẽ khó mà đi. Mạnh Hồng Nho lạnh lùng lên tiếng. Chuyện này e rằng không đơn giản tới vậy, nếu như Tiêu Chính Văn thực sự liên thủ với nhà họ Khổng, dù chỉ là tạm thời kết thành đồng minh thì cũng sẽ cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Một mặt, Tiêu Chính Văn có được sự bảo vệ của Tề Thiên Thư Viện, cộng thêm thế lực của Điện Thần Long, thanh thế sẽ chỉ tăng thêm, mà chúng ta thân là gia tộc phân chi của nhà họ Khổng căn bản chẳng thể ra tay với họ. Tới lúc đó,
mất đi khí vận thiên đô chỉ là chuyện nhỏ, mất đi trái tim rồng bạch long mới là chuyện lớn, nam thanh niên thở dài một tiếng nói. Nếu như không thể quấy đục nước, nhà họ Mạnh căn bản chẳng thể động được tới trái tim rồng bạch long. Điền Văn cũng tuyệt đối không thể hai tay dâng trái tim rồng bạch long cho nhà họ Mạnh. Hừ, tim rồng bạch long. Nếu như cậu ta dám dòm ngó trái tim rồng bạch long thì lại bớt đi không ít rắc rối cho chúng ta, tới lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể mượn tay Điền Văn để trừ khử cậu ta. Chương 4228 Tiêu Chính Văn chết thì Điện Thần Long nhất định sẽ lật mặt với nhà họ Khổng, thậm chí cả thế tục đều sẽ đối địch với nhà họ Khổng, tới lúc đó, chúng ta vẫn có thể ngư ông đắc lợi. Vào lúc tất cả mọi người đều đang hoài nghi tin tức Tiêu Chính Văn kết thành đồng minh với nhà họ Khổng là thật hay giả, lại một thông tin động trời nữa truyền ra ngoài. Hai ngày sau, ở Tề Thiên Thư Viện, đôi bên chính thức ký kết hiệp ước đồng minh. Tin tức này vừa được tung ra, gần như tất cả mọi người đều bùng nổ, ngay cả bên phía thế tục cũng bị ảnh hưởng. Ngay tức thì, cả Đông Vực đều bàn tán về đại hội ký kết hiệp ước đồng minh vào hai ngày sau. Bên phía Thiên Cung Bắc Cực, Phương Tử Tấn khẽ cười nói với ông Lão Thiên Tinh, vậy thì theo như ước định giữa đôi bên chúng ta, hai ngày sau gặp lại ở Tề Thiên Thư Viện. Tới lúc đó, vẫn mong cậu Tiêu có thể tới tham dự. Khổng Ly ở bên cạnh cũng đứng dậy nói, chúng tôi đã phái người tung tin đồn rằng anh Tiêu và nhà họ Khổng đã kết thành đồng minh, nếu ai dám nhằm vào anh Tiêu chính là nhắm vào nhà họ Khổng. Tôi tin rằng phía bên Mạnh Hồng Nho chắc sẽ không dám có bất kỳ mưu đồ nào với anh Tiêu nữa. Vậy cảm ơn hai người rồi. Tần Lương Ngọc đứng dậy cảm ơn. Thật ra, cũng là một sự trùng hợp, vừa hay nhà họ Phương tôi có một vị thế tử quen biết với mấy cao thủ của nhà họ Mạnh. Phương Tử Tấn mỉm cười, nói. Thực ra, ông ta chỉ đang cố thể hiện mối quan hệ xã hội của nhà họ Phương với Tần Lương Ngọc và ông Lão Thiên Tinh. Ông ta lại nói thêm với Tần Lương Ngọc, thật ra, thế tử của nhà họ Phương tôi cũng thường xuyên đến thế tục làm việc, nghe nói sức ảnh hưởng của anh Tiêu ở thế tục, không ai có thể sánh được. Trong tương lai, hai nhà chúng ta có thể qua lại nhiều hơn, dù sao mọi người đều là thanh niên trẻ, có một số chuyện cũng dễ nói hơn. Phương Tử Tấn bổ sung. Nghe thấy lời này, Tần Lương Ngọc không khỏi nhíu mày, với thân phận địa vị của Tiêu Chính Văn, thế tử của nhà họ Phương là cái thá gì chứ? Đừng nói đến thế tục, ngay cả ở vùng ngoài lãnh thổ, thế tử của nhà họ Phương cũng không có tư cách so sánh với Tiêu Chính Văn. Mặc dù Tần Lương Ngọc khá bất mãn, nhưng cục diện trước mắt khá tế nhị, bà ta cũng không tiện nói gì nhiều. Tiêu Chính Văn từ chối thẳng lời đề nghị mời anh đích thân đến tham gia nghi liên kết đồng minh của nhà họ Khổng, anh cứ thế dẫn người trở về Long Kinh. Nghe tin Tiêu Chính Văn sắp trở về, Tần Vũ lập tức bày tiệc ở Long Kinh. Lúc này, ở lối vào của khách sạn sang trọng nhất Long Kinh, Tần Vũ tiến lên đón tiếp Tiêu Chính Văn ngay khi nhìn thấy anh. Cậu Tiêu, từ lần trước chia tay cho đến giờ, tôi vẫn rất nhớ cậu đấy, không biết cậu ở vùng ngoài lãnh thổ, mọi thứ có thuận lợi không? Tôi ở đây cũng không giúp được gì, chỉ có thể sốt ruột lo lắng thôi. Tiêu Chính Văn vỗ vai Tần Vũ, nói, mọi thứ đều khá thuận lợi, Long Kinh có anh chấn giữ, tôi mới có thể yên tâm làm việc ở vùng ngoài lãnh thổ, nếu không, một khi Long Kinh có gì mất mát, chẳng phải là công cốc sao? À đúng rồi, gần đây phía bên Võ Thần Tông có động tĩnh gì không? Võ Thí Thiên còn đang bế quan sao? Chương 4229 Võ Thần Tông gần đây rất yên bình. Ngay cả đệ tử trong môn phái cũng rất ít khi ra ngoài, chỉ có mấy đệ tử phụ trách mua sắm thường xuyên xuống chợ dưới núi để mua đồ ăn. Về phần bản thân Võ Thí Thiên thì hoàn toàn không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì, Võ Thần Tông luôn mở đại trận hộ sơn, đừng nói là người của Hắc Băng Đài, ngay cả trưởng lão của Võ Tông cũng đừng hòng bước vào Võ Thần Tông nửa bước. Chỉ có điều, hai ngày vừa rồi, không ít cao thủ vùng ngoài lãnh thổ đều trở về thế tục, nhưng so với mấy lần trước, lần này bọn họ đều có quy củ hơn. Tần Vũ vừa nói vừa kéo Tiêu Chính Văn vào khách sạn. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, với uy danh lừng lẫy của Tiêu Chính Văn hiện tại, những thế gia vùng ngoài lãnh thổ kia có mấy người không biết chứ? Ai còn dám chạm vào vị thần của Hoa Quốc? Ai còn dám không coi Tiêu Chính Văn ra gì? Mấy người Tiêu Chính Văn được Tần Vũ dẫn đến phòng riêng, Tiêu Chính Văn chọn một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Tần Vũ còn đặc biệt chuẩn bị một chai rượu Mao Đài được ủ 30 năm. Đây chính là loại rượu hảo hạng mà tôi đã cất giữ nhiều năm, nào nào nào, mọi người cùng nếm thử. Vừa nói, Tần Vũ rót đầy một ly cho mọi người.
Đến lượt Long Hình, anh ta vội vàng lấy tay che miệng Ly lại, nói cảm ơn ý tốt của Tổng Tư lệnh Tần, có điều lát nữa tôi còn phải lái xe nên không uống được. Ừ, cũng được, lát nữa, tôi sẽ bảo người tặng riêng cho cậu một chai. Tần Vũ nói xong liền cầm ly rượu lên, nói, nào, mọi người đã rất lâu không gặp, hôm nay nhân dịp chiêu đãi cậu Tiêu từ xa trở về, Tần Vũ tôi kính các vị một ly. Mọi người uống rượu đến tận đêm khuya, đúng lúc này, Tiêu Chính Văn vô tình nhìn thấy một chiếc Panamera trên đường bên ngoài khách sạn đang rời đi với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Rõ ràng là có biển báo giới hạn tốc độ 40 km/h trên đường này, nhưng tốc độ của chiếc xe vừa rồi phải khoảng 200 km/h. Đây lại là khu vực phố xá sầm uất, tốc độ nhanh như vậy, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Tần Vũ cũng chú ý tới cảnh xảy ra trên đường phố, khẽ cau mày nói với thuộc hạ bên cạnh, cử người qua đó ngăn hắn ta lại. Còn chưa đợi người của Hắc Băng Đài có động tĩnh gì, Long Nguyệt đã lách người nhảy ra khỏi khách sạn và đuổi theo. Một lát sau, Long Nguyệt đã trở lại, chắp tay nói với Tiêu Chính Văn, Long Vương, có người say rượu lái xe, đã xử lý xong rồi. Thực ra Long Nguyệt chỉ giao người lái xe đó cho cảnh sát giao thông mà thôi. Ai mà lớn gan lái xe nhanh như thế ở Long Kinh? Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Nghe nói là cậu chủ của một tập đoàn tài chính mới xuất hiện gần đây. Dường như hoạt động kinh doanh của tập đoàn tài chính này rất rộng, có chi nhánh ở rất nhiều quốc gia. Hơn nữa, đối phương đứng dưới tên của nhà họ Phương, ở thế tục luôn làm sằng làm bậy, trước đây chúng tôi đã cảnh cáo bọn họ mấy lần rồi, có điều, lai lịch của đối phương hình như rất lớn, ngay cả trưởng lão Võ Tông cũng phải có phần kính nể bọn họ. Tần Vũ thở dài một hơi, giải thích với Tiêu Chính Văn. Chương 4230 ổ, nhà họ Phương, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Đúng vậy, nhà họ Phương từ trước đến nay đều kinh doanh trong thế tục. Hơn nữa quy mô kinh doanh vô cùng lớn. Tần Vũ lại giải thích. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, xem ra nhà họ Phương quả đúng là túi tiền của nhà họ Khổng, không chỉ ở vùng ngoài lãnh thổ mà ở thế tục cũng rắc rối phức tạp, cây to dễ lớn. Khi trận giông tố này tạm lắng lại, Tiêu Chính Văn dẫn Khương Vi Nhan cùng nhau trở về tập đoàn Vi Nhan ở Long Kinh. Trở về tập đoàn Vi Nhan, Tiêu Chính Văn còn chưa ngồi xuống, điện thoại của Long Nguyệt gọi đến. Sao vậy? Tiêu Chính Văn nhận điện thoại, bình tĩnh hỏi. Long Vương, chuyện đêm nay dường như không dễ giải quyết, cần anh đích thân qua đó một chuyến mới được. Trong điện thoại, giọng nói của Long Nguyệt có vẻ hơi lo lắng, Tiêu Chính Văn nghe đến đây cũng hơi kinh ngạc. Không phải là lái xe quá tốc độ thôi sao? Ừ, được rồi, tôi qua đó ngay. Nói xong, Tiêu Chính Văn cúp điện thoại, sau khi giải thích vài câu với Khương Vi Nhan mới đứng dậy bước ra khỏi tòa nhà Vi Nhan. Khi Tiêu Chính Văn trở lại khách sạn, Long Nguyệt và Long Hình đã đợi sẵn ở đó, nhìn thấy Tiêu Chính Văn liền vội vàng dẫn anh đến địa điểm xảy ra vụ việc. Sao vậy? Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Tần Vũ đang đầy vẻ lo lắng, bối rối hỏi. Anh Tiêu, sự việc tối hôm nay, e rằng không đơn giản như vậy, người say rượu lái xe đã liên tiếp đâm chết 3 người đi đường, vốn những chuyện như thế này, chỉ cần xử lý theo luật pháp của Hoa Quốc là được. Nhưng Tần Vũ nói đến đây thì thở dài một hơi, giải thích cặn kẽ toàn bộ chuyện xảy ra tối qua cho Tiêu Chính Văn một lần. Hóa ra vào đêm hôm trước, khi chiếc Panamera đó lái xe trên đường lớn, bởi vì tốc độ xe quá nhanh nên đã đâm chết một công nhân vệ sinh ở trên đường. Sau đó vừa rẽ ngoặt vào con đường của khách sạn, lại đâm chết một người phụ nữ mang thai và chồng cô ta. Sau đó, Long Nguyệt giao người say rượu lái xe cho phía bên cảnh sát giao thông. Người nhà của người bị hại đến nói chuyện lại bị người đánh chết trước mặt cảnh sát giao thông. Chuyện này đã được báo cáo lên cho Tần Vũ mới đích thân can dự, nhưng đối phương lại tự xưng rằng quen biết Tiêu Chính Văn, yêu cầu Tần Vũ đối xử khoan hồng với hắn ta. Hơn nữa, có không ít người của Võ Tông tìm đến Tần Vũ, còn cưỡng ép cứu hung thủ ra từ trong tay cảnh sát. Lúc đó, không ít cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã bị thương nặng, vì vậy, sự việc này đã hoàn toàn từ một vụ tai nạn giao thông biến thành một vụ tấn công tập thể giới chính trị Hoa Quốc. Hả, quen biết tôi thì sao? Pháp luật của Hoa Quốc lớn hơn trời. Cho dù ông trời có đến đây cũng không thể để hắn ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Chương 4231 Long Vương, chuyện là thế này, người lái xe gây tai nạn là một hot girl nổi tiếng trên mạng có hàng triệu fan hâm mộ.
bản thân cô ta không có thế lực gì, nhưng hiện tại cô ta là tình nhân của một nhân vật lớn thuộc nhà họ Phương, vì vậy. Long Nguyệt bất lực than thở. Bởi vì có liên quan đến nhà họ Phương nên Long Nguyệt mới phải quấy rầy đến Tiêu Chính Văn. Còn không chờ Tiêu Chính Văn mở miệng, có mười mấy người đã xúm lại phía cửa, những người này hình như đều là người thân của nạn nhân. Đặc biệt người nhà của sản phụ kia, tâm trạng kích động nhất. Một nhà năm người, hai người bị đâm chết, còn lại ba người cũng bị người hành hung đánh chết trước mặt mọi người, thân là người dân bình thường, điều bọn họ có thể làm chỉ là kể khổ với Tần Vũ, yêu cầu trừng phạt hung thủ nghiêm khắc mà thôi. Cùng lúc đó, trong đại sảnh của khách sạn cũng có mấy người đi về phía Tiêu Chính Văn, hơn nữa vừa nhìn đã biết đối phương tuyệt đối không phải người dân bình thường, dường như đều là người của võ tông. Một ông lão dẫn đầu chắp tay chào Tiêu Chính Văn, nói cậu Tiêu, tôi là đại quản gia của nhà họ Phương ở Thế Tục. Ồ, đại quản gia, rốt cuộc ông có ý gì? Tiêu Chính Văn nhìn ông lão với vẻ lạnh lùng. Cậu Tiêu, là thế này, tối qua bạn gái của Thế Tử nhà tôi không cẩn thận đụng chết vài người, nhưng bên Thế Tục lại không nể mặt Thế Tử nhà tôi, sống chết cứ muốn xử lý chuyện này không tha. Trong lúc không biết làm sao, tôi cũng chỉ đành mời cậu Tiêu đích thân đến một chuyến, dù sao đây chỉ là chuyện nhỏ, làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nhà vì tính mạng của vài người dân cũng không đáng nên mong cậu Tiêu có thể đánh tiếng trước với họ. Suy cho cùng nhà họ Phương chúng tôi cũng xem là người nhà họ Khổng, hai nhà chúng ta lại vừa ký thỏa thuận liên minh, không phải thế sao? Quản gia nhà họ Phương cười nói. Thế họ đang ở đâu? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Cậu Tiêu, đây không phải là việc lớn gì. Tôi đang hỏi ông đấy, vừa dứt lời sắc mặt Tiêu Chính Văn lập tức thay đổi, ánh mắt hiện lên tia sát khí nói. Cậu Tiêu, cậu bớt giận, chúng tôi cũng biết chuyện này đúng là do chúng tôi không giải quyết ổn thỏa, nhưng cậu yên tâm chúng tôi nhất định sẽ bồi thường thiệt hại về kinh tế cho người thân của người đã mất. Sở dĩ chúng tôi mời người nhà của họ đến cũng là để bàn về chuyện bồi thường này. Mong cậu Tiêu có thể giúp nói một tiếng, để yên chuyện này. Dù sao sau này bạn gái của Thế Tử nhà chúng tôi cũng phải quay về Thế Tục, với tầm ảnh hưởng ở Thế Tục của cậu Tiêu chắc là không khó nhỉ. Quản gia mỉm cười nói với Tiêu Chính Văn. Ông ta như không để tâm đến chuyện này lắm, hoặc ông ta nghĩ bây giờ Tiêu Chính Văn đã liên minh với nhà họ Khổng, mà người gây ra chuyện chính là bạn gái của Thế Tử nhà họ Phương. Thậm chí tối qua vẫn còn hai con cháu của cao thủ cảnh giới đại đế cũng tham gia vào chuyện này. Chương 4232 cho dù xét từ phương diện nào, Tiêu Chính Văn cũng không thể từ chối yêu cầu của ông ta. Cậu Tiêu, chúng tôi đã chuẩn bị xong tiền bồi thường rồi, người nhà của mỗi người mất có thể nhận được 5 triệu tệ, chỉ cần cậu gật đầu đồng ý, họ có thể nhận được khoản tiền này ngay. Nói rồi quản gia nhà họ Phương lấy một tờ chi phiếu ra, mỉm cười nói. Ông ta nghĩ bồi thường cho mỗi người mất 5 triệu tệ đã là một con số khổng lồ. Nếu không phải nể mặt Tiêu Chính Văn thì đừng nói đến 5 triệu tệ, dù là 5 xu họ cũng đừng hòng có thể nhận được. Đây cũng là chỗ khó xử nhất của Long Nguyệt và Long Hình, vì chuyện này không chỉ liên quan đến một hot girl mạng mà còn liên quan trực tiếp đến nhà họ Phương. Ngộ nhỡ giải quyết không ổn thỏa, mối quan hệ của Tiêu Chính Văn và nhà họ Khổng cũng sẽ trở nên căng thẳng. Tôi nghĩ các người cũng nên hài lòng được rồi nhỉ, mỗi người 5 triệu tệ là một khoản tiền không hề nhỏ. Quản gia nhà họ Phương quay sang nhìn người nhà của người bị hại bên cạnh nói. Một người phụ nữ trong đó khá kích động chưa kịp lên tiếng, quản gia nhà họ Phương đã hừ một tiếng, dù sao ông ta cũng là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1, chỉ một tiếng hừ tức giận cũng khiến sắc mặt của mấy người kia trắng bệch, vội vàng lùi về sau mấy bước. Nhưng ông ta không để ý sắc mặt Tiêu Chính Văn nhìn cảnh tượng này nãy giờ đều toát ra sát khí. Mọi người lấy tiền hay muốn đòi công bằng, Tiêu Chính Văn quay sang nhìn họ. Vua Bắc Lương, mong cậu làm chủ cho chúng tôi, con gái tôi đã có thai 8 tháng rồi, vốn dĩ cả nhà chúng tôi đều đang vui vẻ hòa thuận nhưng ai ngờ, họ không chỉ đụng chết con gái và con rể của tôi mà còn đánh chết cả nhà mẹ đẻ của tôi. Tôi không cần một xu nào cả, tôi chỉ muốn khiến chúng đền mạng. Một bà lão bật khóc lớn tiếng nói với Tiêu Chính Văn. Một gia đình vốn dĩ đang hạnh phúc lại cứ thế bị người khác phá hoại, ai mà có thể nuốt trôi cơn giận này đây. Mặc dù tiền rất quan trọng với mỗi người, nhất là khoản tiền lên đến 5 triệu tệ, với người bình thường quả thật rất hấp dẫn nhưng có nhiều tiền hơn đi chăng nữa cũng không thể trả lại người thân cho họ. Vua Bắc Lương,
chúng tôi cũng không cần số tiền này, chúng tôi chỉ muốn lấy lại công bằng. Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Phải, giết người đền mạng, chúng tôi muốn hung thủ phải đền mạng. Quản gia nhà họ Phương thấy mọi người nổi giận, sắc mặt ông ta hơi tối sầm lại nói, nếu mọi người chê ít, nhà họ Phương có thể tăng thêm 2 triệu tệ, mỗi nhà 7 triệu tệ, không ít nữa rồi. Nghe ông ta nói thế, Tiêu Chính Văn bị ông ta chọc tức cười mỉa nói, 7 triệu tệ một mạng người đúng không? Được, dứt lời, Tiêu Chính Văn ném bừa một tấm thẻ ngân hàng vào trên mặt quản gia nhà họ Phương. Chương 4233 bên trong có 1 tỷ đấy, tôi thấy nhà họ Phương các ông đến giờ vẫn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc nhỉ. Tông vào người ta trước, giết người sau, các ông còn nghĩ lấy tiền ra là có thể yên chuyện à? Ánh mắt Tiêu Chính Văn trở nên lạnh lùng, đằng đằng sát khí hỏi. Nghe nói thế, quản gia nhà họ Phương cũng sầm mặt, cười nhạo nói, Tiêu Chính Văn, lẽ nào cậu nghĩ tôi đang cầu xin cậu sao? Chút chuyện nhỏ này mà cậu cũng không giải quyết được thì còn tư cách gì mà cùng với nhà họ Khổng, bùm. Ông ta còn chưa nói hết câu, Tiêu Chính Văn bỗng chỉ vào không trung khiến ông ta hóa thành vũng máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, hiện trường lập tức rơi vào yên lặng. Hung thủ giết người đâu, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Hot girl mạng đó đã được thế tử nhà họ Phương dẫn về vùng ngoài lãnh thổ rồi, nghe nói đã về đến nhà họ Phương. Một trưởng lão võ tông cùng đến với quản gia nhà họ Phương bên cạnh vội nói. Dẫn những người thân này theo, chúng ta quay về vùng ngoài lãnh thổ một chuyến, chuyện hôm nay không thể bỏ qua. Giọng Tiêu Chính Văn lạnh như băng. Mọi người nghe đây. Tiêu Chính Văn tôi tuyên bố kể từ giờ phút này Điện Thần Long sẽ hủy diệt thế tất cả thế lực ở thế tục của nhà họ Phương, ai dám bao che sẽ tru di tam tộc. Lời nói này Tiêu Chính Văn truyền thẳng vào chân âm, không chỉ Hoa Quốc mà mọi người trên trái đất cũng đều nghe rõ mồn một. Lúc này không chỉ năm đại danh sơn mà ngay cả các thế lực ở nước ngoài cũng đều rất ngạc nhiên. Lúc này trong vườn hoa sau nhà của Tề Thiên Thư Viện ở ngoài lãnh thổ tràn ngập mùi hương hoa kỳ lạ. Bây giờ đã là ngày thứ tư nhà họ Khổng liên minh với Tiêu Chính Văn, trên dưới Tề Thiên Thư Viện đều rất xem trọng chuyện này. Nhất là Phương Tử Tấn đích thân sắp xếp nhân sự, bố trí lại Tề Thiên Thư Viện lần nữa. Người nhà họ Phương cũng đã đến Tề Thiên Thư Viện, dù sao Tề Thiên Thư Viện cũng là do nhà họ Khổng lập nên, mà nhà họ Phương cùng lắm chỉ có thể xem là thuộc hạ của nhà họ Khổng nên càng phải đến chúc mừng nhà họ Khổng. Lúc này ngay khi bước vào trong sân vườn bên cạnh đã có không ít người nhà họ Phương và nhà họ Khổng đang nhàn nhã thưởng thức trà. Đây là Tề Thiên Thư Viện sao? Còn có hương vị đầy cổ kính. Một người phụ nữ trẻ tuổi vóc dáng cao gầy, mặc tơ lụa màu đen, đi đôi giày cao gót, ngạc nhiên nói. Chương 4234 nhưng sắc mặt người phụ nữ hơi tái nhợt như thể còn chưa định thần lại sau cơn hoảng loạn. Tề Thiên Thư Viện là do nhà họ Khổng lập ra. Là nơi đào tạo các nhà nho. Một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú đi bên cạnh người phụ nữ mỉm cười nói. Mặc dù hắn chỉ mới có cảnh giới nhân hoàng cấp 3 nhưng sau khi nhìn thấy người này, mọi người đều đồng loạt đứng lên chắp tay lại nói, chào thế tử. Thấy thế người phụ nữ mới hoàn hồn nói, Phương Kiệt, em vẫn chưa yên tâm lắm. Sao thế, không phải chỉ tông chết vài người thôi sao, Phương Kiệt nắm lấy vai cô gái trẻ. Em nghe nói ngay cả Hắc Băng Đài cũng đã điều tra chuyện này, hơn nữa sau đó ngay cả vua Bắc Lương cũng nghe nói đến, sao có thể buông tha dễ dàng được. Cô gái trẻ lo lắng nói. Vua Bắc Lương, Tiêu Chính Văn, em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, dù Tiêu Chính Văn có tìm đến tận cửa, chẳng phải vẫn còn có anh đây sao. Hơn nữa Tiêu Chính Văn vừa liên minh với nhà họ Khổng, vào thời điểm quan trọng này có cho anh ta 10 lá gan cũng không dám trở mặt với nhà họ Phương. Càng không dám vả vào mặt anh. Hôm đó người ra tay giết người lại là cậu chủ Tần và cậu chủ Lý, hai người họ đều là con cháu của cao thủ cảnh giới đại đế, em không thể tưởng tượng được tầm ảnh hưởng của họ ở vùng ngoài lãnh thổ đâu. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Phương Kiệt cực kỳ tự tin nhìn Kỳ Kỳ hot girl mạng bên cạnh nói. Thật ra chuyện tối qua, cuối cùng người đến lại là người của Hắc Băng Đài. Đủ để chứng minh chuyện này đã không chỉ đơn giản là tai nạn giao thông rồi. Hắc Băng Đài là sự tồn tại đặc biệt ở Hoa Quốc, một khi bị Hắc Băng Đài để ý, cho dù có lai lịch lớn đến mức nào đều không thể thoát khỏi trừng phạt của pháp luật. Đây mới là điều Kỳ Kỳ lo lắng nhất.
Quan trọng nhất là tối qua vì để cứu cô ta ra mà hai vị đại đế giết một nhân viên của Hắc Băng Đài. Giới chính trị Hoa Quốc chắc chắn không thể bỏ qua chuyện này. Hơn nữa nếu trước đó chỉ là hiểu lầm thì chuyện giết nhân viên của Hắc Băng Đài đủ để khiến chuyện này trở thành sự kiện lớn khiêu chiến đến quyền uy của giới chính trị. Người khác không biết tầm ảnh hưởng và cách làm việc trong thế tục của Tiêu Chính Văn, Kỳ Kỳ là một hot girl mạng của Hoa Quốc đương nhiên biết rất rõ. Hơn nữa trước giờ Tiêu Chính Văn đều ghét những việc ác, ngay cả người chủ chốt tương lai của năm đại danh Sơn cũng không thoát được cái chết, huống hồ cô ta chỉ là bạn gái của Phương Kiệt. Cũng chính vì lo lắng như thế nên cả đêm qua Kỳ Kỳ luôn cảm thấy bất an, cả một đêm đều suy tính nên giải quyết chuyện này thế nào. Mặc dù cô ta là một hot girl mạng có mấy chục ngàn fan, nhưng trước mặt Tiêu Chính Văn và Hắc Băng Đài, bao nhiêu fan cũng không có tác dụng gì, những người này chỉ làm việc dựa vào luật pháp. Chương 4235 mà hiện giờ càng không giống trước kia, ngay cả Võ Tông cũng phải cúi đầu trước luật pháp của Hoa Quốc, các cao thủ cảnh giới nhân hoàng của năm đại danh Sơn cũng đều tuân thủ pháp luật, không dám làm sằng làm bậy. Bây giờ cô ta lại lái xe tông người, sau đó lại kháng cự bằng bạo lực, thậm chí còn giết người, theo luật pháp Hoa Quốc, dù cô ta có chết hơn 10 lần cũng không đủ để chuộc tội. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn mà em nói cũng đã gặp rắc rối ở vùng ngoài lãnh thổ, nếu không nhờ nhà họ Phương và nhà họ Khổng ra tay giúp đỡ, bây giờ hắn ta đã chết lâu rồi. Hắn ta có thể không nể mặt người khác nhưng phải nể mặt nhà họ Phương bọn anh. Thấy Kỳ Kỳ lo lắng như thế, Phương Kiệt lại an ủi. Hắn vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã đến Tề Thiên Thư Viện. Thấy Tiêu Chính Văn đột nhiên đến, Phương Tử Tấn và Khổng Ly vội vàng đích thân đến tận cửa chào đón. Ông Lão Thiên Tinh và Thanh Liên cũng đã đến Tề Thiên Thư Viện, ngay cả Tần Lương Ngọc và Thượng Quan Uyển Nhi cũng lập tức chạy đến. Cậu Tiêu, lúc đầu còn nghĩ cậu bận công việc không đến tham gia lễ kết liên minh, xem ra chúng tôi nghĩ nhiều rồi. Cậu Tiêu, mời vào trong. Phương Tử Tần mỉm cười nói với Tiêu Chính Văn. Theo kế hoạch ban đầu đã định thì lễ kết liên minh hôm nay đều cho Thanh Liên và Tần Lương Ngọc làm thay, Tiêu Chính Văn không định tham gia. Thế nên Tiêu Chính Văn đến đột ngột khiến Phương Tử Tấn và Khổng Ly cảm thấy vui mừng. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn, mọi người ngồi ở hai bên cũng đồng loạt đứng lên chắp tay với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, chỉ cần cậu ký tên vào giấy kết liên minh này, không để Phương Tử Tấn nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã xua tay ngắt lời ông ta. Anh nói với Long Hình, dẫn họ vào. Vâng, Long Hình đáp một tiếng, sau đó xoay người đi ra khỏi Tề Thiên Thư Viện, không lâu sau dẫn theo 5 người thân của người gặp nạn bước vào. Cậu Tiêu, thế này là thế nào? Phương Tử Tấn nhìn mấy người kia, cực kỳ khó hiểu nhìn Tiêu Chính Văn. Hôm nay tôi đến đây không phải vì việc kết liên minh mà có vài việc quan trọng cần phải giải quyết tại đây, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Phương Tử Tấn nói. Chuyện quan trọng. Còn chuyện gì quan trọng hơn việc hai bên chúng ta ngừng chiến hòa bình chứ? Khổng Ly cũng buồn bực hỏi. Người nhà họ Phương đâu? Tiêu Chính Văn không quan tâm đến câu hỏi của Khổng Ly, anh hỏi thẳng. Chương 4236 nghe thế Phương Tử Tấn hơi nhíu mày, không hiểu rốt cuộc tại sao Tiêu Chính Văn tức giận. Cậu Tiêu, giờ lành đã đến, hay là chúng ta bắt đầu trước, không vội? Vị thế tử của nhà họ Phương các ông đâu? Mời hắn ra đây gặp một chút. Tiêu Chính Văn giơ tay lên ngắt lời Phương Tử Tấn, trầm giọng hỏi. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, Phương Tử Tấn cũng có cảm giác chuyện gì đó, nhíu mày nói, cậu Tiêu, đã xảy ra chuyện gì thế? Có thể nói với tôi được không? Tần Lương Ngọc cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, sải bước đi đến trước mặt Long Hình, thấp giọng nói, rốt cuộc chuyện là sao? Bạn gái của thế tử nhà họ Phương lái xe tông chết người thì đã đành, còn giết một nhân viên của Hắc Băng Đài. Mà thế tử nhà họ Phương lại dẫn người đến vùng ngoài lãnh thổ để thoát khỏi trừng phạt của pháp luật. Mấy người này đều là người thân của người bị hại, là do Long Vương dẫn đến đòi công bằng. Long Hình bình thản nói, mấy người Tần Lương Ngọc cũng không để ý, chỉ có Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng hiểu rõ Tiêu Chính Văn đều sửng sốt. Họ biết rất rõ phong cách làm việc của Tiêu Chính Văn. Nếu người bị giết đều là những kẻ xấu xa, có lẽ Tiêu Chính Văn chỉ cảnh cáo Phương Kiệt là xem như xong chuyện, nhưng nếu là người dân, thậm chí còn liên lụy đến nhân viên Hắc Băng Đài thì e là chuyện này lớn hơn rồi. Cậu Tiêu, mấy chuyện vụn vặt này cứ giao cho cấp dưới xử lý là được rồi,
đừng làm lỡ chuyện quan trọng của chúng ta, cậu nói có phải không? Phương Tử Tấn mỉm cười nói. Mặc dù vừa rồi ông ta cũng nghe rất rõ những lời Long Hình nói, nhưng ông ta nghĩ chuyện như vậy chẳng có gì to tát cả. Vùng ngoài lãnh thổ có ngày nào mà không có người chết chứ? Có ngày nào mà không có người dân bị giết? Ông ta nghĩ chỉ giống như giết mấy con kiến nhỏ bé mà thôi. Chuyện vụn vặt ư, Tiêu Chính Văn không giận mà ngược lại cười nói, đúng thế, các ông nghĩ người dân, nhất là những người bình thường đó, mạng sống của họ thậm chí còn chẳng bằng con kiến. Giết vài người có thể chỉ là một chuyện vụn vặt mà các ông lười phải nghe thôi. Nói rồi Tiêu Chính Văn lướt nhìn những người có mặt ở đó. Cậu Tiêu, nên ưu tiên việc gấp trước, tôi nghĩ nếu cậu Tiêu cảm thấy không ổn thì cũng dễ giải quyết, tôi sẽ bảo người gọi Phương Kiệt và Kỳ Kỳ ra công khai xin lỗi, như thế được không? Khổng Ly bước đến trước chắp tay lại với Tiêu Chính Văn nói. Sau đó đưa mắt ra hiệu cho một đệ tử Tề Thiên Thư Viện bên cạnh, thấp giọng nói, đi đi, bảo Thế Tử Phương đến đây. Không lâu sau, Phương Kiệt từ sân sau đi ra chắp tay lại với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, nghe danh đã lâu. Chương 4237 thật ra tối qua đúng là Kỳ Kỳ uống say, không cẩn thận tông chết vài người nhưng những người đó cứ khăng khăng thực hiện theo luật pháp, hai người bạn của tôi nhất thời tức giận nên đánh chết hai người nhiều chuyện. Nếu chuyện này khiến anh Tiêu cảm thấy mất mặt thì tôi thay mặt Kỳ Kỳ và hai người bạn của tôi trịnh trọng xin lỗi anh Tiêu. Hơn nữa mấy người kia chẳng qua chỉ là mấy người làm công tầng lớp thấp mà thôi, còn thai phụ và gia cảnh của cô ta, dù đứa bé sinh ra thì sau khi lớn lên cũng chỉ có thể vào nhà máy làm công, Kỳ Kỳ đang giúp cả nhà họ siêu thoát trước. Nói thẳng ra đây vẫn được xem là hành vi tốt, anh thấy sao? Phương Kiệt mỉm cười nói. Ngụ ý của hắn là Tiêu Chính Văn chẳng qua chuyện bé xé ra to, hơn nữa bạn gái của hắn đụng chết người cũng là hành động tích đức, giúp ba người kia siêu thoát trước. Hắn nghĩ chuyện này không có gì to tát, dù sao cũng chỉ là mấy người dân thấp kém mà thôi, dù không bị đụng chết cũng sẽ ngập đầu trong nợ tiền nhà, nợ tiền xe. Huống gì mấy người này lại không liên quan gì đến Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn không có lý do gì phải nắm chặt không buông chuyện này. Nói hay lắm. Giúp họ siêu thoát. Tiêu Chính Văn cười mỉa, nhìn Phương Kiệt nói, theo như anh nói thì không cần xin lỗi nữa, tôi cũng giúp anh siêu thoát. Cậu Tiêu, hãy cẩn thận lời nói, nghe thế Phương Tử Tấn đổi sắc mặt. Cậu Tiêu, Thế Tử Phương nói vậy không đúng lắm, nhưng nể tình nó đã có ý hối cải, hơn nữa chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu là ở vùng ngoài lãnh thổ, mấy người đó cùng lắm cũng chỉ là người giúp việc ở các gia tộc. Giết chết mấy người giúp việc cũng không sao mà nhỉ. Huống hồ phải so đo vì chút chuyện nhỏ này ư. Nếu cậu Tiêu cố chấp muốn mạng đền mạng thì tôi có thể làm chủ thay nhà họ Phương. Chỉ cần là người giúp việc của nhà họ Phương, cậu Tiêu có thể tùy ý giết. Đến khi cậu Tiêu nguôi giận thì thôi, thế nào? Khổng Ly tiến đến trước một bước, chắp tay lại nói. Cậu Tiêu, dù sao Phương Kiệt cũng là thế tử của nhà họ Phương, có thể hạ mình xin lỗi mấy người dân thường đã là tận nghĩa rồi. Hơn nữa để có thể ngừng chiến với nhà họ Khổng thì thật sự không cần thiết phải làm đến mức này, Phương Tử Tấn cũng lên tiếng khuyên nhủ. Hơn nữa đôi lúc còn đưa mắt ra hiệu cho mấy người Tần Lương Ngọc tỏ ý họ cũng có thể khuyên Tiêu Chính Văn để tránh xảy ra chuyện lớn. Tần Lương Ngọc vừa định lên tiếng, Long Hình đã khẽ lắc đầu. Bây giờ Tiêu Chính Văn đang vô cùng tức giận, động đến Tiêu Chính Văn lúc này không phải là hành động khôn ngoan. Cậu Tiêu, cậu định xử lý chuyện này thế nào? Phương Tử Tấn thấy không có ai lên tiếng khuyên ngăn Tiêu Chính Văn nên đành nói tiếp. Chương 4238 rất đơn giản, giết người đền mạng, nợ tiền trả tiền, đây là quy luật muôn đời, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Nghe vậy, sắc mặt của đám người nhà họ Phương đều thay đổi, đặc biệt là Phương Kiệt, xa sầm mặt mày nói, Tiêu Chính Văn anh đừng đề cao bản thân quá. Vừa rồi tôi đã xin lỗi rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Lẽ nào anh định vì vài con kiến mà lật mặt với tôi sao? Lúc này, ngay cả sắc mặt của Phương Tử Tấn cũng trở nên khó coi. Cậu Tiêu, nhà họ Phương luôn là người hầu cho nhà họ Khổng chúng tôi. Lần này là do Phương Kiệt bất cẩn, mong cậu Tiêu bỏ qua lần này. Hơn nữa, cậu Tiêu đừng quên chúng ta đã là đồng minh rồi, Khổng Ly cũng nghiêm túc cảnh báo. Ông uy hiếp tôi sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Khổng Ly. Rõ ràng là cậu làm ầm ĩ trước, người nhà họ Phương chúng tôi đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?
làm người phải biết chừa đường lui, lẽ nào cậu muốn thế tử nhà họ Phương chúng tôi phải đền mấy cái mạng rẻ mạt kia sao? Phương Tử Tấn thay đổi thái độ tôn kính trước đây, ông ta chắp tay sau lưng, tức giận quát lớn. Hừ, tên họ Tiêu kia, tôi đoán anh vẫn chưa biết thân phận của hai người bạn này của tôi nhỉ? Phương Kiệt chế nhạo, chỉ vào một thanh niên áo trắng bên cạnh nói, đây là Tần Thiếu Thiên, con trai của đại đế Tần Ngũ Dương. Vị này là Lý Bằng Phi, con trai của đại đế Lý Thiên Hóa. Hôm qua, chính hai người họ đã giết người, thế nào, anh dám giết họ sao? Tiêu Chính Văn, tôi nói cho anh biết, anh không đắc tội nổi với bố của hai người họ đâu. Chuyện của Mạnh Hồng Nho còn chưa hoàn toàn lắng xuống, nếu anh lại khiêu khích hai cao thủ đại đế, e rằng anh không thể rời khỏi vùng ngoài lãnh thổ đâu. Hơn nữa, tôi đưa họ đến giới thế tục cũng chỉ là muốn kết bạn với giới thế tục, ngộ nhỡ nhà họ Mạnh có động tĩnh gì, cũng tiện ra tay giúp đỡ. Anh phải nghĩ cho kỹ, thứ nhất chúng tôi không bảo anh phải làm trọn ý chủ nhà, thứ hai không bảo anh làm chủ 10 khách, chỉ là giết mấy con kiến thôi mà, anh còn cố ý không chịu bỏ qua, lẽ nào anh định cư xử như vậy sao? Phương Kiệt chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn, lớn tiếng trách mắng, bản thân hắn là con trai nối dõi của vị đế quân ở nhà họ Phương, nói đến thân phận và chỗ dựa, chắc chắn hơn xa những gì Tiêu Chính Văn tưởng tượng. Hơn nữa, đừng thấy người nhà họ Phương thường ngày hiền lành mà lầm, thực ra bọn họ vô cùng nham hiểm thâm độc. Chính vì sự che chở của nhà họ Khổng, bọn họ càng thêm phần kiêu ngạo. Cậu Tiêu, theo tôi thấy, thật không đáng để làm tổn hại đến hòa khí hai bên chỉ vì vài người bình thường. Hơn nữa, ngoài giao ước giữa hai bên, tôi cảm thấy những thứ khác đều không quan trọng. Vì một vài chuyện nhỏ mà gây ra ầm ĩ lớn thật không đáng. Khổng Ly cũng lên tiếng khuyên bảo. Thật xin lỗi, trong mắt Tiêu Chính Văn tôi, mạng người quan trọng nhất, không có gì quan trọng hơn mạng người, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn những người xung quanh. Hơn nữa, lúc này, ngay cả Tần Lương Ngọc cũng cảm nhận được khí tức của Tiêu Chính Văn đã có sự thay đổi. Chương 4239 thậm chí có thể nói, Tiêu Chính Văn đã sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Theo những gì các người nói, đó chỉ là một vài mạng người rẻ mạt. Nếu các người cảm thấy người dân của Hoa Quốc chúng tôi đều rẻ mạt, vậy thì trong mắt tôi, mạng của người nhà họ Phương các người còn không bằng một con chó. Cậu chủ nhà họ Phương tôn quý sao? Tính mạng rẻ mạt như một con chó thì có gì tôn quý chứ? Giết chết thì đã sao? Nói xong, Tiêu Chính Văn ra tay luôn. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng ánh sáng tím phóng thẳng vào Phương Kiệt. Tiêu Chính Văn, Phương Tử Tấn thấy vậy quát lớn. Người của Tề Thiên Thư Viện đứng bên cạnh định chạy lên ngăn cản, nhưng ngay sau đó, một tia sáng lạnh lẽo phóng qua, người của Tề Thiên Thư Viện, ngoại trừ Khổng Ly, lập tức biến thành đám thịt nát. Tần Lương Ngọc cầm kiếm trong tay, ánh mắt lạnh như băng, nhìn tất cả mọi người có mặt. Cùng lúc đó, Viên Thiên Canh và Từ Trần Huy Tổ cũng lần lượt bước lên, đám người của Tề Thiên Thư Viện thấy vậy lần lượt lùi lại phía sau. Nếu không phải lúc nãy Phương Tử Tấn và Khổng Ly chặn được tia sát khí kia, thì lúc này, bọn họ đã biến thành đống thịt vụn giống như đệ tử của Tề Thiên Thư Viện rồi. Tiêu Chính Văn, lẽ nào cậu thật sự muốn chống lại tôi sao? Khổng Ly nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt tái nhợt. Tiêu Chính Văn, chẳng qua là mấy cái mạng rẻ mà thôi mà, cậu có nhất thiết phải làm vậy không? Phương Tử Tấn cũng nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ tức giận. Chỉ vì mấy người bình thường, Tiêu Chính Văn lại dám ra tay đánh người, theo bọn họ thấy, đây chính là hành động ngu ngốc nhất. Tiêu Chính Văn, lẽ nào anh định giết cả con trai của hai vị đại đế sao? Anh thật sự không sợ giới thế tục biến thành biển máu à? Phương Kiệt cũng sợ hãi nói. Nếu vừa rồi hắn không dùng hết sức lực để ngăn chặn đòn tấn công của Tiêu Chính Văn thì e rằng bây giờ hắn đã chết rồi. Hừ, tôi định để bọn họ chết cùng anh. Mở miệng ra câu nào cũng bảo cái mạng rẻ mạt, vậy mạng của anh đáng giá hơn bọn họ là bao? Các người tự xưng mình xuất thân cao quý, coi người thường như con sâu cái kiến, nhưng trong mắt tôi, mạng của các người còn không bằng một con chó trung thành. Trong số các người, ai mà không được sinh ra ở Hoa Quốc trong giới thế tục? Vậy mà các người coi thường con dân Hoa Quốc như cỏ rác, loại người khốn nạn như các người sống đúng là lãng phí không khí. Nói xong, Tiêu Chính Văn hơi vươn tay. Con dao quân đội năm cạnh phóng ra, bay thẳng về phía Phương Kiệt. Lần này, Tiêu Chính Văn thật sự muốn giết người. Chương 4240 thấy vậy, Phương Kiệt cũng hơi hoảng hốt,
vội vàng nhìn Phương Tử Tấn cầu cứu. Phương Tử Tấn vừa định ra tay thì đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ trói chặt ông ta lại. Tần Lương Ngọc và Viên Thiên Canh gần như cùng lúc xuất hiện bên cạnh Phương Tử Tấn, chỉ cần ông ta nhúc nhích sẽ lập tức giết ngay tại chỗ. Tiêu Chính Văn, Phương Tử Tấn không thể động đậy nổi, chỉ có thể tức giận quát Tiêu Chính Văn. Khổng Ly cũng đã bị Trần Huy Tổ khống chế, đừng nói ra tay cứu giúp, chỉ cần ông ta động một đầu ngón tay, cũng sẽ bị Trần Huy Tổ xóa sổ ngay lập tức. Phương Kiệt hoàn toàn không ngờ Tiêu Chính Văn lại vì mấy người bình thường mà không màng đến đại cục, ra tay giết hắn. Hắn càng không ngờ Tiêu Chính Văn lại không ngần ngại lật mặt với nhà họ Khổng lần nữa. Tất cả những chuyện này đều chỉ vì đòi lại công lý cho mấy người bình thường kia. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn không còn cơ hội nữa. Con dao quân đội năm cạnh nhanh như chớp xuyên qua ngực hắn, sau đó bắn ra hai hướng khác nhau, tiếp tục bay ra. Tần Thiếu Thiên và Lý Bằng Phi vừa chạy được vài bước đã bị con dao quân đội năm cạnh đâm xuyên qua tim. Ba cái xác gần như đổ xuống đất cùng một lúc, chết thảm trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, cậu dám giết thế tử nhà họ Phương chúng tôi. Nhà họ Phương chắc chắn sẽ sống chết với cậu. Phương Tử Tấn đã lên đến đỉnh điểm của con thịnh nộ. Tiêu Chính Văn nhìn Phương Tử Tấn, nhếch mép cười nói, ông Phương, chỉ là ba cái mạng rẻ tiền thôi mà, có cần phải tức giận vậy không? Người như Phương Kiệt còn không bằng con chó. Chết cũng chết rồi, đừng làm lỡ việc lớn giữa chúng ta. Kết liên minh mới là việc quan trọng, Tiêu Chính Văn chế giễu. Tiêu Chính Văn, cậu biết hậu quả của chuyện này là gì không? Phương Tử Tấn nghiến răng thấp giọng nói. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Phương Tử Tấn nói, hậu quả. Tôi chưa từng chịu sự uy hiếp của bất kỳ ai. Hơn nữa, tôi nói rồi, ai dám động đến Hoa Quốc, tôi sẽ giết kẻ đó. Đưa cô ta về giao cho Hắc Băng Đài, trừng trị theo luật của Hoa Quốc. Ai dám can thiệp vào sẽ trừng phạt cùng tội. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa chỉ vào Kỳ Kỳ, khiến cô ta sợ hãi ngã xuống đất. Cậu Tiêu, cậu làm vậy hơi quá đáng, cậu đã nghĩ đến hậu quả chứ? Mạnh Hồng Nho, Khổng Ly còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng ngắt lời, Mạnh Hồng Nho thì sao? Sáu vị đại đế cũng chẳng là gì cả. Các người thật sự cho rằng Tiêu Chính Văn tôi cần kết liên minh với nhà họ Mạnh để bảo vệ chính mình sao? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Dù Khổng Ly và Phương Tử Tấn có giận đến mức sắp bùng nổ tới nơi thì cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Chẳng những phải trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn đưa người đi mà còn phải nhận về ba cái xác. Tiêu Chính Văn, Khổng Ly siết chặt nắm đấm, đưa mắt nhìn theo bóng lưng xa dần của Tiêu Chính Văn, lồng ngực như bị lửa thiêu đốt. Ngay sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, điều đầu tiên Tề Thiên Thư Viện làm là thông báo với bên ngoài rằng mối liên minh giữa nhà họ Khổng và Tiêu Chính Văn đã thất bại. Mà tất thảy nguyên do lại chỉ vì một việc nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn còn giết chết một vị thế tử của nhà họ Phương. Giữa nhà họ Phương và Tiêu Chính Văn lúc này đã như nước với lửa. Tin tức này vừa được lan truyền, sóng to gió lớn lại ập đến khắp Đông Vực. Nhưng lần này lại không giống với trước kia, Tiêu Chính Văn không chỉ giết một vị thế tử của nhà họ Phương mà còn giết luôn con cháu của hai vị đại đế. Gần như cùng lúc đó, ở phía tây nam của Đông Vực, một luồng khí tức khủng khiếp xông thẳng lên trời. Trong chốc lát, áp lực đáng sợ bao trùm lấy thành Thiên Đô. Lần này mọi người đều giật thót tim. Trông có vẻ như thành Thiên Đô sắp trở thành trung tâm của dông bão lần nữa. Hơn nữa, sao hai vị đại đế kia có thể bỏ qua cho Tiêu Chính Văn được chứ? Cộng thêm thế lực của Mạnh Hồng Nho, e rằng hai bên sẽ lao vào đánh nhau chỉ trong khoảnh khắc. Cùng lúc đó, ở hướng đông bắc, một luồng cực quang bắn lên tận trời, thậm chí nó khiến cho cả bầu trời sáng bừng như ban ngày. Trong chốc lát, sao Thương Long chuyển động, cuồng phong nổi lên. Hai luồng khí tức khủng khiếp này cùng lúc phong tỏa thành Thiên Đô. Mà trong giây phút ấy, không ít cao thủ đế cảnh sống trong thành Thiên Đô không ai bảo nhau mà đồng thời thở dài. Bởi vì chủ nhân của hai luồng khí tức này đều là những người vô cùng phi phàm. Truyền thuyết kể lại rằng, Tần Ngũ Dương và Lý Thiên Hóa là hai người có xuất thân không tầm thường, một người là đời sau của danh tướng Đại Đường Tần Thư Bảo. Người còn lại là đời sau của danh tướng Đại Đường Tam Nguyên Lý Tĩnh. Nếu hai người này ra tay cùng một lúc, sợ là phủ thành chủ thành Thiên Đô cũng khó mà ngăn cản nổi. Thời khắc này, bên trong Thiên Cung Bắc Cực cũng chứa đầy ánh sao lấp lánh,
ông lão Thiên Tinh trấn giữ Thiên Cung Bắc Cực và Nhật Nguyệt trưởng lão cùng hợp sức khởi động trận pháp bảo vệ núi. Bởi vì một khi cao thủ cảnh giới đại đế thật sự nổi giận, dùng hết sức để ra tay thì toàn bộ thành Thiên Đô khó mà may mắn tránh được. Cùng lúc đó, trận pháp bảo vệ thành của thành Thiên Đô cũng đã được khởi động, nhưng bởi vì luồng uy áp đáng sợ kia mà trở nên vô cùng tối tăm. Đây là điềm báo trước về trận đại chiến sắp bùng nổ, mỗi một người sống trong thành Thiên Đô đều chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện. Cũng tại thời điểm đó, Tần Lương Ngọc khẽ nhíu mày, đôi mắt nhìn về phía luồng sáng trắng rạng rỡ như ban ngày. Người nhà họ Phương và nhà họ Khổng cũng kéo nhau trốn khỏi thành Thiên Đô, đứng từ xa ngóng chờ biến cố sắp xảy đến. Hai, vốn dĩ theo ý của cậu chủ Điền Văn là cho cậu ta một cơ hội tỏa sáng, nhưng giờ nhìn lại thì điều đó thật thừa thãi. Khổng Ly nhìn xa xăm về phía thành Thiên Đô, liên tục lắc đầu. Vốn dĩ, nếu Tiêu Chính Văn kết minh với nhà họ Khổng thì đừng nói là hai vị đại đế, thậm chí tất cả đại đế của nhà họ Mạnh cùng lúc ra tay cũng có thể giải quyết trong vòng một câu nói của Điền Văn mà thôi. Nhưng bây giờ Tiêu Chính Văn đã chọc giận nhà họ Phương, lãnh đạo cấp cao nhà họ Phương đã trao đổi với người có thẩm quyền nhà họ Khổng, tuy nhà họ Khổng không đến mức phải nhúng tay trực tiếp vào chuyện này nhưng cũng có thể quyết định đến sự sống chết của Tiêu Chính Văn. Mà lúc này, trong bụng Phương Tử Tấn lại như đang chứa một đống lửa. Dù sao người bị giết cũng là thế tử của nhà họ Phương. Tôi phải xem, Tiêu Chính Văn phá giải thế cục lần này như thế nào. Chọc đúng vào mấy vị cao thủ cảnh giới đại đế, dù cậu có ba đầu sáu tay đi chăng nữa thì hôm nay cũng chết chắc. Phương Tử Tấn nghiến răng nghiến lợi, hung hãn nói. Giờ phút này, Thanh Liên cũng đang đứng ngồi không yên, không ai ngờ được mọi chuyện lại đột ngột đi đến bước này. Chẳng những thất bại trong việc kết liên minh với nhà họ Khổng, mà còn giết chết con cháu của hai vị đại đế. Bên chỗ Lý Thiên Hóa và Tần Ngũ Dương có tin tức gì không? Thanh Liên vội vàng hỏi thị nữ bên cạnh. Ngay lúc tin tức được lan truyền, Thanh Liên đã lập tức phái người liên lạc với hai người này. Suy cho cùng, Thanh Liên cũng là thành chủ của thành Thiên Đô, lúc trước cũng từng có mối quan hệ với hai người kia. Bây giờ, bà ta cũng chỉ có thể dùng hết sức để hòa giải, tránh đại chiến bùng nổ mà thôi. Ngoài việc này ra, đến cả Thanh Liên cũng không nghĩ ra còn cách nào khác nữa. Thành chủ, hai người kia chặn người của chúng ta ngoài cửa, còn tuyên bố phải tính toán rõ ràng với anh Tiêu, đến mức không chết không thôi. Nghe thấy thế, sắc mặt Thanh Liên sa sầm, nắm tay hơi siết lại, hai người này thật không biết trời cao đất rộng là gì. Dựa vào bọn họ cũng dám hoành hoang đến mức này ư. Lại còn dám không nể mặt thành Thiên Đô, giỏi quá nhỉ. Chẳng lẽ bọn họ không lo rằng, sau này cao thủ của thành Thiên Đô chúng ta trở về thì sẽ tìm bọn họ tính sổ ư? Nếu thành Thiên Đô có thể đứng sừng sững suốt cả ngàn năm thì tất nhiên phải có căn cơ không tầm thường. Mặc dù Thanh Liên là thành chủ cao quý nhưng cũng không phải là người có thực lực mạnh nhất thành Thiên Đô. Đến tận hôm nay, chiến lực thực sự của thành Thiên Đô vẫn còn đang ở trên chiến trường ngoài vũ trụ, chống lại sự xâm lăng đến từ vùng ngoài vũ trụ. Chỉ cần những cao thủ này trở về, đừng nói là mấy người Tần Ngũ Dương, đến cả nhà họ Mạnh cũng phải dè chừng thành Thiên Đô mấy phần. Có khi nào là do một vị nào đó trong bốn cậu chủ chiến quốc đứng sau lưng xúi dục hai người họ tính sổ với anh Tiêu không? Tử Doanh như nghĩ ra điều gì bèn nhắc một câu. Thanh Liên là đại diện cho thành Thiên Đô, Tần Ngũ Dương và Lý Thiên Hóa sao dám to gan đến thế? Dám công khai muốn đánh tay đôi với thành Thiên Đô? Câu trả lời chỉ có một. Đó là bọn họ đã tìm được một chỗ dựa lớn mạnh hơn. Bốn vị cậu chủ chiến quốc, trong lòng Thanh Liên hơi nao nao, nếu thật là vậy thì chuyện này sẽ ngày càng khủng khiếp hơn, khó mà khống chế được. Thực ra hôm Điền Văn trở về thì Bình Nguyên quân Triệu Thắng cũng quay lại, nhưng chẳng qua bọn họ không công khai thôi. Hơn nữa, năm vị cao thủ huyết tộc của nhà họ Mạnh cũng sẽ tới trợ chiến, không phải bởi vì quan hệ của Mạnh Hồng Nho mà sau lưng còn có Bình Nguyên quân Triệu Thắng đang đổ thêm dầu vào lửa. Tử Doanh giải thích, mặt mày hết sức nghiêm túc. Đây là tin tức mà mấy ngày gần đây cô ấy đã tốn rất nhiều công sức mới có được. Hơn nữa, đây còn là tin tức tình báo đã được xác thực với lãnh đạo cấp cao của huyết tộc. Ồ, Bình Nguyên quân Triệu Thắng. Với thủ đoạn như vậy, hơn nữa còn có thể thuyết phục được người của huyết tộc ra tay, e rằng cũng chỉ có hai người Bình Nguyên quân và Tín Lăng quân làm được. Nhưng Ngụy Vinh Kỳ là kẻ cao ngạo. Sao có thể núp bóng nhà họ Mạnh mà ra tay với Tiêu Chính Văn được chứ? Quả không ngoài dự đoán, đây chẳng qua chỉ là chiêu mượn dao giết người,
nước cờ đầu tiên của Triệu Thắng mà thôi. Tử Doanh thở dài. Thật ra dù danh vọng Tiêu Chính Văn có cao đến mấy thì cũng là thế hệ sau, sao Triệu Thắng có thể xem Tiêu Chính Văn như mục tiêu chủ yếu được. Chỉ là ông ta đang muốn thông qua việc giết chết Tiêu Chính Văn để khuấy đục đầm nước đục này mà thôi. Lúc này, Tần Ngũ Dương và Lý Thiên Hóa đã bay đến bầu trời thành Thiên Đô. Khắp thành Thiên Đô gió nổi mây vần, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Mau thông báo cho anh Tiêu. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, tia sáng mờ từ phía tây bắc bay đến, bắn thẳng về phía thành Thiên Đô. Đồng thời, Lý Thiên Hóa thân mang giáp vàng, đầu đội kim quan tím, tay cầm cây thương hình rắn, chân đạp mây bước lên trước một bước. Ông ta chĩa cây thương dài trong tay về phía thành Thương Đô, kiêu căng ngạo mạn mở lời, thằng danh Tiêu Chính Văn, có dám ra đánh một trận không? Lý Thiên Hóa ngang ngược hết sức, đúng là phong độ của anh tướng Đại Đường. Sau khi ông ta gầm lên một tiếng, sông núi đảo ngược, mây gió tan biến, cả bầu trời đồng thời rung động. Tương truyền, ông ta là cháu cố đời thứ 6 của Lý Tĩnh, nghe nói năm đó cũng từng chinh chiến khắp trốn vì triều Lý Đường. Người này thật sự là kẻ không nên chọc vào. Tần Lương Ngọc ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Hóa trên trời, cau mày thở dài. Ông ta vừa dứt lời, bầu trời lại dâng lên liên tiếp hai luồng sáng trắng, nhanh chóng bắn nhanh về phía thành Thiên Đô. Lại có hai vị cao thủ cảnh giới đại đế ra tay. Tiêu Chính Văn, dám đánh một trận không nào? Ngay lúc này, giọng nói của Mạnh Hồng Nho lại lần nữa truyền tới. Nhưng không giống với trước đây, lần này, giọng nói Mạnh Hồng Nho đã không còn một chút uy nghi nào nữa, mà lại thêm mấy phần bình tĩnh. Ở bên cạnh ông ta không chỉ có hai vị cao thủ đại đế, mà còn có vô số cao thủ cảnh giới nhân hoàng và đế cảnh, chen chúc nhau xuất hiện trên bầu trời thành Thiên Đô. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía bầu trời, sau đó bước vào hư không, đám người Tần Lương Ngọc cũng theo sát Tiêu Chính Văn, cùng bay lên trời cao. Trong phút chốc, cả thành Thiên Đô đều xôn xao. Vào lúc này, Mạnh Hồng Nho người đang đứng kiêu hãnh trong hư không cũng tràn đầy khí thế, khác một trời một vực so với trước đó. Cả người ông ta đều toát ra cảm giác thâm sâu khó lường, tuy rằng không có khí chất ngang ngược nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác áp chế không thể giải thích được. Dường như chỉ giơ tay lên là có thể khiến sông núi đảo lộn, khiến người khác không rét mà run. Tiêu Chính Văn, giới thiệu sơ qua một chút, vị này là Tần Ngũ Dương. Mạnh Hồng Nho chỉ thẳng về phía người bên cạnh. Có lẽ cậu Tiêu cũng đã nghe nói đến tổ tiên của ông ấy, một danh tướng Đại Đường, Tần Thư Bảo. Mà con đường học tập cả đời của Tần Thư Bảo đều đã truyền lại cho Tần Ngũ Dương. Vật trong tay ông ấy kia chính là thần binh mà năm đó Tần Thư Bảo sử dụng roi thần chín đốt. Tần Ngũ Dương cầm trong tay roi thần chín đốt, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, bộc lộ ra vẻ hết sức tự tin. Trong đôi mắt lấp lánh mang theo sự lạnh lùng không gì sánh được, dường như chỉ cần một roi là có thể phá nát hư không của vùng đất trời này. Vị này là Lý Thiên Hóa, danh tiếng của tổ tiên cũng chấn động đất trời, chính là một trong ba nhân kiệt của Lý Đường, Tam Nguyên Lý Tĩnh. Tôi nghĩ chắc cậu đã từng nghe nói rồi nhỉ? Mạnh Hồng Nho nói với vẻ thách thức. Tam Nguyên Lý Tĩnh, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, chẳng trách người này trông quen như vậy, chắc là có quan hệ họ hàng với Lý Thế Đạo nên ngoại hình mới có khá nhiều điểm giống nhau. Lý Thiên Hóa lại không thèm nhìn Tiêu Chính Văn lấy một cái, mà đưa mắt nhìn thẳng về phía Tần Lương Ngọc nói, thành chủ Tần, lần trước tôi và bà tạm biệt nhau, hình như cũng đã trăm năm rồi nhỉ? Ngay khi những lời này vừa dứt, trong mắt Tần Lương Ngọc lập tức lóe lên một đường sáng lạnh lẽo. Lần trước, là do ông ta đã hại Tần Lương Ngọc tiến vào núi Thái Thương, sau đó bị mắc kẹt trong đại trận, mãi đến khi Tiêu Chính Văn xuất hiện mới có thể thoát thân. Sao thế, mấy ngày trước, giết chết con trai nối dõi của nhà họ Mạnh trước mặt ông không dám ra tay, bây giờ có chỗ dựa nên lấy lại sự tự tin rồi sao? Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói. Giết cậu chẳng qua là việc dễ như trở bàn tay thôi. Ngày đó là do nể mặt thành chủ Thanh Liên, cậu tưởng rằng tôi sợ cậu hả? Hôm nay, trước tiên bọn tôi sẽ hợp lực liên thủ diệt sạch tận gốc thế lực của Điện Thần Long ở vùng ngoài lãnh thổ, sau đó sẽ phân chia lại thế cục rối rắm này, chẳng lẽ không tốt sao? Hai mắt Mạnh Hồng Nho sáng lấp lánh, trong lòng vô cùng tự tin. Hợp lực liên thủ, ông thật sự có dũng khí giao đấu với tôi sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng chế giễu. Tiêu Chính Văn, cậu đừng khiêu khích tôi. Hôm nay không giống với ngày trước. Huống hồ, người nhà họ Mạnh có thể xả thân vì đại nghĩa,
Phi Vũ từ nhỏ đã đọc thuộc sách Thánh Hiền, đương nhiên hiểu được đạo lý này. Xả thân vì đại nghĩa là vinh hạnh của nó, huống hồ, thế hệ nho sinh bọn tôi đều mang trong lòng cả thiên hạ, sao có thể vướng vào tình cảm nam nữ. Con cháu nhà họ Mạnh tôi sừng sững hàng trăm hàng nghìn, một Mạnh Phi Vũ chết thì chết thôi. Mạnh Hồng Nho cười nhạt, nói. Thực ra, đến bước đường này, đừng nói đến một sản phẩm của mối tình vụng trộm như Mạnh Phi Vũ, cho dù thật sự là con ruột của Mạnh Hồng Nho thì ông ta cũng tuyệt đối sẽ không vì những chuyện vặt vãnh phàm trần này mà ảnh hưởng đến kế hoạch lớn. Ông nghĩ rất thông suốt đấy. Tiêu Chính Văn chế nhạo. Ha ha, Mạnh Hồng Nho ngửa mặt bật cười, nói tôi phải cảm ơn cậu đã giúp tôi giết Mạnh Phi Vũ. Thực ra thế giới sớm đã có tin đồn rằng nó là nghiệt chủng được sinh ra từ mối tình vụng trộm. Cho dù cậu không giết nó, nhà họ Mạnh tôi sớm muộn gì cũng sẽ thanh trừ, chỉ có điều, mượn tay cậu một chút mà thôi, đừng cho là thật. Khi Mạnh Hồng Nho nói đến đây, trên mặt không có lấy một chút biểu cảm hổ thẹn nào, cứ như thể đang nói về chuyện bê bối của nhà người khác, nhẹ nhàng thoải mái. Cùng lúc đó, một luồng khí thức cổ xưa tỏa ra từ trong cơ thể của Mạnh Hồng Nho, giống như đã trải qua bể dâu vạn cổ, đến ánh mắt của ông ta cũng có vẻ xa xăm hơn mấy phần. Ông, Tần Lương Ngọc khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, Mạnh Hồng Nho có được sự truyền thừa của nhà họ Mạnh, hơn nữa loại truyền thừa này sự truyền thừa thượng cổ được truyền từ Mạnh Kha. Sở dĩ nhà họ Mạnh có thể có được nhà họ Khổng công nhận, có thể được mọi thế gia thậm chí là hoàng tộc kiêng nể, chính là vì sự truyền thừa của Phục Hy thị cổ đại trên người Mạnh Kha. Nghe nói, bản thân Phục Hy đã là rồng thật hóa thành. Vì vậy trong sự truyền thừa của ông ta có liên kết chặt chẽ với Long tộc thượng cổ. Vì vậy, nhà họ Khổng mới thu nhận nhà họ Mạnh làm đệ tử ký danh của mình, đồng thời, truyền thừa Phục Hy sớm đã thất lạc hàng nghìn năm, ngoại trừ nhà họ Mạnh, không còn tìm được bất cứ người thừa kế nào nữa. Vào lúc này, ngay cả mấy vị đại đế của nhà họ Mạnh cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong số bọn họ, Mạnh Hồng Nho tuyệt đối không phải là người ưu tú nhất, nhưng lại là người may mắn nhất. Tài trí mưu lược kiệt xuất của Mạnh Hồng Nho tôi, đâu phải là thứ mà các người có thể hiểu được. Mạnh Hồng Nho nói với vẻ mặt ngạo mạn. Tài trí mưu lược kiệt xuất, nếu lòng dạ ông thực sự lớn như vậy thì cũng sẽ không đợi đến hôm nay mà sớm đã ra tay ở Thánh hội Vạn Tông ngày đó rồi. Đây chẳng qua là lời ham sống sợ chết của ông mà thôi, người giống như ông, tôi đã gặp rất nhiều rồi. Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói. Tiêu Chính Văn, tôi đã nói rồi. Hôm nay không giống ngày trước, đây đã là kết cục chết chắc của cậu rồi. Hà tất phải khua môi múa mép, Mạnh Hồng Nho nói với vẻ thờ ơ. Kết cục chết chắc, câu nói kiểu này tôi đã nghe không chỉ một lần, chỉ là không biết so với những kẻ xấu xa kia, các vị có điểm nào khác. Ánh mắt Tiêu Chính Văn thản nhiên nhìn về phía mọi người. Láo xược, cùng với một tiếng gầm giận dữ, một người đàn ông áo đen phía sau Mạnh Hồng Nho đã không kiềm chế nổi, đánh thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ nhìn thấy một đường ánh sáng máu bay ra, sau đó hướng thẳng đến ngực của Tiêu Chính Văn. Dĩ huyết nhiếp hồn, đây là một trong những bí thuật của huyết tộc, chỉ cần bị ánh sáng máu này xuyên qua cơ thể, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng phải mặc ý để ông ta điều khiển. Điểm khác biệt giữa loại trận pháp này so các trận pháp khác nằm ở việc bắt hồn, khiến người khác mất đi ý chí của mình, cho dù ý chí của người bị khống chế có mạnh thế nào cũng không thể thoát khỏi tai họa này. Tiêu Chính Văn chỉ khẽ vẫy tay. Đánh tan chút ánh sáng máu, sau đó một tay vẽ ra, một bức tường không khí xuất hiện trước người. Chặn hết tất cả các vết máu ở bên ngoài. Có vẻ như Tiêu Chính Văn đã hóa giải chiêu thức giết người của đối phương một cách qua loa hời hợt, nhưng thực tế chỉ có Tiêu Chính Văn mới biết rõ sự nguy hiểm đáng sợ trong đó. Cho dù bị ánh sáng máu kia chạm phải một chút, Tiêu Chính Văn sẽ mất đi ý thức trong thời gian ngắn. Trong trận quyết đấu giữa các cao thủ, cho dù chỉ một phần nghìn giây sơ suất cũng có thể mất mạng, huống hồ là hoàn toàn mất ý thức trong vòng mấy phút. Tiêu Chính Văn vừa mới phá bỏ bí thuật dĩ huyết nhiếp hồn, một bên khác, trận gió lạnh đột nhiên ập đến, như thể ngay cả đất trời cũng đều hóa thành một biển máu, mà biển máu này như muốn cuốn lấy Tiêu Chính Văn vào trong. Hóa ra là Lý Thiên Hóa ra tay, xem ra ông cũng có liên quan rất lớn với huyết tộc. Nói ông là kẻ phản bội nhà họ Lý cũng không ngoa nhỉ. Tiêu Chính Văn cười nhạt, sau đó phóng ra con dao quân đội năm cạnh. Tuy rằng con dao quân đội năm cạnh chỉ có chút ánh bạc nhưng ánh bạc này cũng đủ để mở rộng khoảng trời trên đầu Tiêu Chính Văn. Ánh sáng máu màu đỏ thấm cách Tiêu Chính Văn rất gần,
nhưng lại không thể tiến gần hơn được nữa. Đúng lúc này, Tần Lương Ngọc cũng đồng thời ra tay, kiếm quang đánh ngang không trung, hướng thẳng về phía Tần Ngũ Dương. Roi thần chín đốt khẽ rung lên, một luồng khí tức mạnh mẽ vô song lập tức tản ra, hóa giải hết kiếm khí của Tần Lương Ngọc. Trên bầu trời, một đường sét từ trên trời đánh xuống, hướng thẳng đến người đàn ông áo đen phía sau Mạnh Hồng Nho, trong nháy mắt, hai người bùng nổ trận chiến. Từ Huy Tổ cũng không do dự dùng giáo đánh về phía đám người, cây giáo đâm thẳng về phía một vị cao thủ cảnh giới đại đế của nhà họ Mạnh. Trong lúc ra tay, trời đất biến sắc, một số cao thủ cảnh giới đại đế huyết chiến giữa trời. Ngay cả vùng đất trời này cũng bị ảnh hưởng, dường như bầu trời có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vì không thể chịu được luồng khí tức mạnh mẽ này. Còn Tiêu Chính Văn đang đánh ép Lý Thiên Hóa, sau đó dùng một tay chỉ ra, con dao quân đội năm cạnh đâm thẳng về phía một vị cao thủ cảnh giới đại đế khác của nhà họ Mạnh. Cùng với một đường vòng cung tuyệt đẹp, con dao quân đội năm cạnh như có linh tính qua lại như con thoi giữa chiến trường, từng mảng ánh bạc rơi xuống, mỗi một đòn đều như bao bọc lấy thiên uy tối cao. Cậu quả nhiên có vấn đề, lúc trước Mạnh Hồng Nho mời bọn tôi vây đánh cậu, tôi còn rất coi thường, nhưng bây giờ xem ra trên người cậu quả thật có bí mật lớn. Lý Thiên Hóa nheo mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Có một số bí mật không phải ông có thể rình mò được. Bằng không, đành phải chết sớm. Tiêu Chính Văn cười nhạt, sau đó khua tay, cây giáo bá vương đánh ngang qua như chớp. Xem ra không thể bắt sống cậu được rồi. Nếu đã như vậy thì cậu nhận lấy cái chết đi. Lý Thiên Hóa đầy vẻ tự phụ, nói. Giết tôi, ông xứng sao? Tiêu Chính Văn vừa giơ tay lên, một đường khí tức của rồng tuôn trào, kèm theo một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, đánh giết về phía Lý Thiên Hóa lần nữa. Khí tức của rồng mạnh mẽ tới mức nào, Lý Thiên Hóa đâu dám đối chọi. Thấy tình thế không ổn, ông ta lập tức né người sang một bên. Dù gì bên phía bọn họ cũng có ưu thế tuyệt đối về số người, dù tạm thời không thể chiếm ưu thế, chỉ cần thời gian lâu dài thì biến thuật chắc chắn sẽ xảy ra. Tiêu Chính Văn, cậu quả thực không tầm thường, có điều cậu vẫn còn quá trẻ, những kẻ đời sau giống như cậu sao có thể hiểu được có những thứ chỉ khi trải qua thời gian dài mới có thể lĩnh hội được. Cùng với một tiếng gầm đầy lạnh lùng, Mạnh Hồng Nho cuối cùng cũng ra tay. Một âm thanh cực lớn vang lên. Sao băng ngập trời giống như những hạt mưa cứ thế rơi xuống, Lý Thiên Hóa cũng ra tay, xung quanh Tiêu Chính Văn lập tức bị biển máu vô tận bao trùm. Không ổn, thiên tinh sát trận, mau cứu cậu Tiêu, Thanh Liên đang trấn giữ phủ thành chủ đột nhiên kinh hô một tiếng. Thiên tinh sát trận chính là bí trận độc quyền của nhà họ Mạnh và nhà họ Khổng, dù là cao thủ thời kỳ Tiên Tần khi đối diện với cục diện chết chắc này cũng chẳng có chút sức lực đáp trả nào. Huống hồ là Tiêu Chính Văn bị nhốt ở bên trong, Nho ra mấy người thật sự vô liêm sỉ tới cực hạn. Lại để ba người liên thủ vây giết một kẻ đời sau. Lúc này, ông lão thiên tinh cũng hoàn toàn nổi giận. Một thanh kiếm dài 3 mét trực tiếp bay ra từ trong tay ông ta, muốn phá rối trận nhãn của thiên tinh sát trận. Thế nhưng khoảnh khắc này, màn mưa sao băng vô tận kéo tới, ngay cả màn trời cũng bị bao trùm hết cả, nhát kiếm này của ông ta sao có thể làm gì được. Lúc này, không ít người trong thành Thiên Đô đã hoảng hốt trốn chạy, lo sợ trận đại chiến có quy mô quá lớn này liên lụy tới bản thân. Dù chỉ là một chút dư âm thì cũng đủ để khiến cho cao thủ ở dưới ngưỡng đế cảnh hóa thành cho bụi chỉ trong nháy mắt. Ngay tới thiên địa đại đạo cũng vì trận chiến khủng khiếp này mà bị dao động, mấy thế lực lớn bên trong thành Thiên Đô cũng đang chuẩn bị chạy trốn. Ở lại trong thành Thiên Đô hiện giờ đều có khả năng bị nhấn chìm bên trong đại trận. Làm không tốt thì ngay cả nền móng của cả tông môn cũng sẽ bị tổn hại. Hơn nữa, ngay từ lúc bắt đầu, trận đấu giữa đôi bên đã bước vào giai đoạn ác liệt, đủ loại thần binh vũ khí được các phương tung ra. Roi thần chín đốt và cây giáo bá vương va chạm giao đấu, giáo thiên thương và kiếm địa tuyệt cũng lao vào nhau trên không trung. Chỉ trong nháy mắt, bên trong phạm vi mấy nghìn dặm xung quanh thành Thiên Đô đều hóa thành cho bụi. Ngay cả phủ thành chủ và thiên cung Bắc Cực cũng mở đại trận phòng ngự ngay từ những phút đầu tiên, dù là như vậy thì tất cả mọi người đều đang căng thẳng quan sát cục diện trận đấu. Trận chiến có 102.000 năm mới có một lần như vậy, dù cho vào thời kỳ Tiên Tần cũng rất hiếm thấy, có thể nói, mấy nghìn năm kể từ sau khi Đại Tần suy tàn đều chưa từng có trận đại chiến nào có quy mô lớn tới vậy. Vùng ngoài lãnh thổ nhiều nhất cũng chỉ là những trận đấu giữa cảnh giới nhân hoàng với nhau mà thôi. Còn về cao thủ đế cảnh thì gần như cực kỳ hiếm thấy,
tới ngưỡng đại đế này thì càng là ngàn năm chưa gặp lần nào. Mà chỉ riêng phía Mạnh Hồng Nho thôi đã có tới 8 cao thủ ở cảnh giới đại đế tiến hành tham chiến. Bên phía Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc cũng có mấy đại đế đỉnh cao. Thế lực các phương khi trước còn mang tâm thế xem trò vui tới quan sát trận chiến lúc này đều đã cảm thấy bất an. Trận chiến này dù thắng hay bại thì đều được ghi vào trong sử sách. Dù tới cuối cùng Tiêu Chính Văn bại trận, cậu ta có thể đi tới được ngày hôm nay thì chắc chắn cũng sẽ vang danh sử sách. Mặc dù cậu ta bất kính với nhà họ Khổng chúng ta, thế nhưng không thể không nói ngoại trừ Bạch Khởi ra thì cậu ta xứng đáng là số một. Đáng tiếc, nếu như cho cậu ta thêm chút thời gian phát triển, có lẽ sau này sẽ còn vượt qua cả Bạch Khởi cũng nên. Thế nhưng đâu có chuyện Mạnh Hồng Nho thả cho cậu ta sống sót rời đi. Khổng Ly nhìn về phía Thành Thiên Đô từ phía xa, nói với vẻ mặt tiếc nuối. Mặc dù Tiêu Chính Văn luôn không hòa hợp với nhà họ Khổng, thậm chí vài lần còn xảy ra đại chiến, thế nhưng xuất phát từ sự ngưỡng mộ đối với cường giả, Khổng Ly vẫn cảm thấy rất tiếc nuối cho Tiêu Chính Văn. Dẫu sao đứa con cưng của trời giống như Tiêu Chính Văn không phải thời nào cũng có. Mấy nghìn năm trở lại đây, người có thể sánh ngang vai với Tiêu Chính Văn, ngoại trừ Bạch Khởi ra thì ngay cả Khổng Ly cũng không tìm ra được người thứ hai. Tuy nhiên danh tiếng sát nhân đâu có chuyện vô cớ mà có. Đó là Tôn Hiệu trải qua chém giết vạn cổ, cuối cùng tắm máu mà sinh ra. Nếu đảo ngược thời gian lại 2.000 năm, vào thời kỳ chiến quốc hỗn loạn thì e rằng sẽ chẳng có bốn cậu chủ lớn gì đó nữa rồi, ngay cả Tư Mã Huy cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Tư Mã Huy dẫu sao cũng từng là địa chủ triều Nhân Vương, ông ta hiểu rõ chuyện cũ của thời kỳ chiến quốc và thời kỳ Tam Quốc như lòng bàn tay. Thế nhưng dù là trong niên đại anh hùng xuất hiện hàng loạt thì ngôi sao mới nổi chói mắt giống như Tiêu Chính Văn cũng không thường hay thấy. Lúc này, bên trong Thành Thiên Đô là đất cằn ngàn dặm, ánh hào quang màu đỏ chiếu sáng ngập trời. Trên tới Cửu Thiên, dưới tới Hoàng Tuyền, tất cả đều giống như lịch kiếp, chịu đựng sự tấn công của uy lực giống như nước thủy triều. Cảnh tượng như vậy đã mấy nghìn năm qua chưa xuất hiện lại, nếu như không có sự xuất thế ngang tàn của Tiêu Chính Văn thì e rằng cả đời này bọn họ cũng không có duyên được nhìn thấy cảnh tượng chấn động như vậy. Mà bên trong Thiên Tinh sát trận, Mạnh Hồng Nho và Lý Thiên Hóa cùng với hai cao thủ còn lại của nhà họ Mạnh đã bao vây chặt lấy Tiêu Chính Văn. Lúc này, khí tức của bốn cường giả ở cảnh giới đại đế bao trùm lấy khí tức của đất trời, bên trong khoảng trời này, bọn họ giống như những kẻ thống trị. Hàng triệu ngôi sao trong vũ trụ như bị bọn họ khống chế, vô số ngôi sao băng vẫn điên cuồng rơi xuống, bên trên mặt đất, nham thạch nóng chảy phun ra giống như mở ra một lối cửa lớn ngập máu. Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng lấy Tiêu Chính Văn. Bên trong đại viện, sức sống đã hoàn toàn bị chặn lại, nếu như người bị nhốt chỉ là một kẻ bình thường thì lúc này đừng nói là đánh trả, e rằng còn chưa tới một giây đã hóa thành cho bụi. Mà Tiêu Chính Văn lại hết sức bình thản, lạnh lùng nhìn mấy người trước mặt. Mặc dù bọn họ đều là cao thủ ở cảnh giới đại đế, hơn nữa ai ai cũng có lai lịch không tầm thường, ngoài ra còn có vô số con át chủ bài. Thậm chí ai cũng có phần vượt trội hơn so với ông lão Trục Nhật. Còn thông qua đại trận trên tới trời đất, dưới tới Hoàng Tuyền, khiến cho Tiêu Chính Văn căn bản chẳng thể né tránh nổi. Thế nhưng Tiêu Chính Văn vẫn dạo chơi bên trong đại trận, không có một chút dáng vẻ hoảng loạn nào. Tiêu Chính Văn, dù là cao thủ thời kỳ tiên tần, bị nhốt trong Thiên Tinh sát trận cũng chỉ có thể ngồi đó chờ chết, sự vùng vẫy của cậu chỉ là vô ích mà thôi. Mạnh Hồng Nho cao ngạo lên tiếng. Ngồi chờ chết ư, đó là phong cách của nho sinh mấy người, Tiêu Chính Văn tôi trên không phục trời đất thì việc gì phải e sợ mấy người. Tiêu Chính Văn bật cười lạnh lùng. Ha ha, vậy thì tôi phải nhìn xem Tiêu Chính Văn cậu có điểm gì hơn người. Dù thiên phú của cậu có hơn người ra sao, nhưng suy cho cùng mức độ từng trải của cậu cũng quá ít, với độ tuổi của cậu, e rằng ngay cả nghe cũng còn chưa nghe nói tới Thiên Tinh sát trận nhỉ. Lẽ nào cậu cho rằng chúng tôi là loại phế vật như tên Trục Nhật kia sao? Nói thật cho cậu biết, ông ta còn chẳng xứng xách dép cho tôi, Mạnh Hồng Nho cười lạnh lùng lên tiếng. Lý Thiên Hóa cũng cười khẩy bổ sung, cậu cho rằng vùng ngoài lãnh thổ của tôi thật sự không có căn cơ gì à? Vẫn là cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu như thật sự giống như cậu nghĩ, vùng ngoài lãnh thổ chúng tôi không phải đã bị thế tục tiêu diệt từ lâu rồi hay sao? Sao có thể đánh tới mức khó phân cao thấp với cao thủ vùng ngoài vũ trụ? Bỏ đi, hôm nay để cho cậu xem thử căn cơ thực sự của vùng ngoài lãnh thổ chúng tôi. Vừa nói,
Một luồng uy áp càng thêm mãnh liệt đổ dồn về phía Tiêu Chính Văn, màn mưa sao băng trên bầu trời cũng dày đặc thêm gấp mấy lần. Dù Tiêu Chính Văn chỉ bị đánh trúng một lần thì cũng sẽ không còn đường quay trở lại. Tiêu Chính Văn, nơi này chính là chốn chôn thân của cậu rồi, không biết kính sợ tiền bối, điên cuồng ngạo mạn chính là nguyên nhân hôm nay cậu buộc phải chết, Mạnh Hồng Nho vừa lên tiếng vừa tiếp tục ra tay. Trình độ mà mấy người Mạnh Hồng Nho đạt được trong trận pháp, đâu phải thứ mà loại người như ông lão Trục Nhật có thể so sánh được. Thậm chí ngay cả Lý Thiên Hóa cũng không phải là người mà ông lão Trục Nhật có thể kỳ vọng đạt được. Bất kỳ ai trong số bọn họ đều có gia tộc lớn mạnh, hơn nữa còn được truyền thừa từ xa xưa, chỉ riêng phần truyền thừa này thôi cũng đủ để bọn họ đứng cao không với tới trước vô số cao thủ rồi. Sau khi Mạnh Hồng Nho dứt lời, nhiều luồng khói tím nhanh chóng tập trung về hướng ông ta. Hôm nay, tôi sẽ giúp cho cậu được mở mang tầm mắt, bằng không, cậu lại chết không rõ ràng. Sau khi Mạnh Hồng Nho nói hết câu, ba người phía sau cũng lập tức hành động. Thiên tinh sát trận là một trong những tuyệt kỹ của bọn họ. Nhưng để thật sự hiểu thấu đáo được ý nghĩa sâu xa của trận pháp này thì người chưa tích lũy kinh nghiệm được mấy trăm năm sẽ khó mà làm được. Vì lý do này mà Mạnh Hồng Nho luôn tự cho mình là kẻ bề trên, không xem Tiêu Chính Văn ra gì. Dẫu sao, có một số việc chỉ có thể tích lũy kinh nghiệm mới thay đổi từ số lượng đến chất lượng. Mà Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi chứ? Chưa đến 30, liệu anh có thể tích lũy được bao nhiêu kinh nghiệm? Cho dù có để sách hướng dẫn bảy bố trận pháp ra trước mặt Tiêu Chính Văn thì cũng phải mất hơn 30 năm mới xem xong hết một lần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 121.